Người ta rất là tôn trọng cái quốc phục của người Việt Nam, thể hiện một cái sự kính đáo, trang nghiêm, thanh nhã, trân trọng cái gốc của hồn Việt. Đó là đối với nam. Còn đối với nữ thì quý đồng đạo không lạ gì những chiếc áo bà ba trải dài trên dòng sông Hậu. Người ta rất là tôn trọng những chiếc áo bà ba của người dân nước Việt, nhất là ở miền Nam chúng ta, đồng bằng sông Cửu Long. Đây là điều mà phải nói rõ, đi vào những cái tâm điểm của những con người hiếu kỳ ở trên thế giới này. Cho nên đó là một cái điều thế mạnh. Nhưng mà ngày ngày gần gần đây thì chúng ta thấy thế mạnh này càng ngày càng suy yếu. Những cái chiếc áo cổ kính trang nghiêm của ngày nào, những chiếc áo bà ba tha thước trên dòng sông Hậu ngày nào, thì giờ đây được con cháu của mình, được em út của mình, nó thay thế vào những chiếc áo mỏng, những chiếc áo thiếu vải, để rồi làm cho dân tộc chúng ta càng ngày càng đi xuống đồng đảo á. Như vậy là phải lăn lòn theo sở dục không? Nam mô A Di Đà Phật. Nghĩ việc đời xưa gặm việc chọn lựa trang hiền thảo. Nam mô A Di Đà Phật. Đời đạo liên quan rằng cho trận hoàng biển khổ thầm dơi dơi, thanh minh đạo đức câu quyền mượn lấy bút nghiêng tỏ hết lời. Hồng lạc giống xưa rất tuyệt vời, sao mà mạng lo chơi. Sớm chiều tự liệu rèn tâm trí, đạo đức nhiệm sâu Phật. Thay mặt ban tổ chức xin cảm ơn đồng đạo. Tiếp theo chương trình là phần thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đồng đạo Phan Chí Tâm, giáo lý viên Trung ương đến diễn đàn thuyết giảng. Trân trọng kính mời giáo lý viên. Để khích lệ tinh thần cho giáo lý viên, đề nghị chúng ta quan hình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị cao niên kỵ trưởng trong đạo,
Kính thưa quý vị là thân hào nhân sĩ, quý vị mạnh thường quân, kính thưa cụ ông, thưa cụ bà, cùng toàn thể chư đồng đạo hiện diện thân kính. Chúng tôi cũng được sự phân công của Ban Phổ Thiền Giáo Lý, Ban Trị sự Trung ương hôm nay một lần nữa được trở về đây để gặp gỡ tất cả đồng đạo chúng ta vào giờ này để cùng nhau chia sẻ qua lời châu ngọc của Tổ Thầy. Vậy lời nói đầu tiên chúng tôi cũng xin kính gửi đến toàn thể quý vị lời thăm hỏi sức khỏe, lời thăm hỏi giáo quyến cũng như lời tri ân sâu đậm nhất của chúng tôi. Kính thưa chư quý vị và chư đồng đạo thân kính, theo cái lịch phân công ngày hôm nay thì chúng tôi cùng quý vị chúng ta sẽ chia sẻ với nhau qua bốn câu giảng mà Đức Thầy đã dạy. Hồng lạc giống xưa rất tuyệt vời, sao mà dương thế mãn lo chơi, sớm chiều tự liệu rèn tâm trí, đạo đức nhiệm sâu lão khuyến mời. Thì đây là bốn câu giảng mà theo chúng tôi nghĩ mang một tính chất gọi là đời đạo liên quan rạng chói ngời, trần hoàng biển thẳm khổ vơi vơi. Như vậy thì chúng ta biết rõ rằng trong cái thánh phẩm Tỏ Câu Huyền Bí là một trong những thánh phẩm đặc biệt mà vừa rồi thì đồng đạo chúng ta có đến diễn ngâm lại đoạn đầu. Thì đặc biệt rằng 10 cái bài nhỏ, 10 cái khổ thơ nhỏ, mỗi khổ 4 câu. Thì bài này Đức Thầy không viết theo cái lối là thập thủ liên quần, mà Thầy viết từng bài và mỗi bài đều mang một cái sắc nét tu tập, tiên tri những điều sắp sửa xảy ra. Và đặc biệt những bài sau cùng thì Đức Thầy lại viết những cái ẩn ngữ, âm hán ngữ để buộc chúng ta phải suy nghĩ. Tuy nhiên thì hôm nay tôi và quý vị chúng ta sẽ tìm hiểu ở cái khổ thơ thứ nhì, tức là bốn cái câu thứ nhì trong 10 khổ thi này. Như vậy thì nghe qua cái tựa đời Tỏ Câu Huyền Bí thì chúng ta thấy nó hay rồi. Nghe cái tựa thấy hay rồi, tức là Đức Thầy mượn thi thơ để phát họa nên cái hình ảnh giống như trong đoạn mà Thầy viết trong cái bài Đến Làng Nhân Nghĩa đó đồng đạo. Vẽ hình rồi rồi lại vẽ mây, vẽ tranh thiên tạo bồng lai cảnh tình, lại thêm vẽ phù xanh cõi tạm, dắt hồn người hắc ám khỏi mang. Như vậy thì Đức Thầy dùng những con từ, những câu từ, những con chữ hạ bút thần thơ đã đề khai để Ngài phát họa lên cái hình ảnh thực tế trong cuộc sống hiện tại, và cũng có những cái dự ngôn ở tương lai, ở cõi đời này và ở tương lai của mọi bản thân tất cả đồng đạo chúng ta. Vì vậy Thầy dùng cái từ tỏ câu, tức là tỏ ít câu đó. Đức Thầy dùng những câu chữ ngữ nghĩa như chúng tôi nói để tỏ bài cái tâm sự của Ngài. Và đặc biệt cái tâm sự này nó rơi vào hai chỗ, hai chữ, đó là huyền bí. Chữ huyền là sâu kín, còn gọi là huyền sâu. Chữ bí là bí ẩn. Chữ bí là những cái điều mà gần như chúng ta không có thể thấy được, không có thể định hình được, cũng không có thể dự đoán được. Nhờ mai Đức Thầy diễn tả thì mình mới biết được những cái điều sâu kín, những cái điều huyền diệu. Bởi vì chữ huyền là sắc tím đen đó, chữ huyền cũng là sâu. Chữ bí tức là gần như chúng ta nói nôm na là không có hiện, không có hiện. Nhưng mà chúng tôi đã dùng cái từ là huyền bí đó. Giống như đoạn khác Thầy dạy rất rõ là chuyện huyền cơ bí hiểm cao sâu đó, phải nghiệm xét hai đường tà chánh. Như vậy thì thế nhà nào gọi là huyền bí? Huyền bí ở đây nó có hai cái phương diện đồng đạo ạ. Một cái phương diện về đời, về tương lai của cõi đời này. Thì hôm nay Đức Thầy đã lộ cho chúng ta biết, đáng rẽ ra đây là việc gọi là thiên cơ bất khả lậu, nhưng mà vì vương sắc lệnh
vì thương chúng sanh trong thời kỳ này mà Thầy dạy là việc thiên cơ khùng tỏ hết trơn. Vì vậy cho nên Đức Thầy mới lộ ra những cái điều bí ẩn mà người đời khó biết được. Như vậy thì điều quyền bí này rất là sâu xa, rất là mầu nhiệm, sòng nâu cuộc thiên lý một bầu điều hãn. Đức Thầy chúng ta trông xa nhìn rộng, thấy hết tất cả vạn vật vũ trụ này, chứ không điên ở cõi ta bà thống khổ này. Vì vậy cho nên cách nhìn của các nhà bác học, cách nhìn của các nhà khoa học thì hết hạn gì ở chỗ gọi là tục nhãn thế gian thôi, chứ làm gì mà đạt ở chỗ quyền bí sâu kín siêu màu như Đức Thầy chúng ta. Cho nên giờ này mình thấy bao nhiêu đủ biết rằng đó là điều quyền bí rồi. Cái điều này may mắn là hôm nay tôi và quý vị chúng ta có ngồi với nhau nhắc đi nhắc lại lời Đức Thầy, vì vậy mình mới hiểu được cái tương lai như vậy, để giờ này mỗi đồng đạo chúng ta lo liệu, để sau này chúng ta hưởng. Đây là cái cơ hội sau cùng mà Thầy dạy là lo lo liệu liệu chịu tiến trận, có một hội này lập lấy thân, chớ để trễ chày e chẳng kịp, khuyên ai khuya sớm ráng kiên cần. Cái thưa đồng đạo thì nó không hết, thì đó là quyền bí đó. Và cái thứ hai nữa là về phương diện tâm linh. Hồi nãy là chúng ta hiểu về cái phương diện tướng, về cái tương lai ở cõi đời, cái nơi mà chúng ta đang ở đây. Và cái thứ hai là chúng ta hiểu về cái phương diện tâm linh. Lời Đức Thầy có một cái công năng gọi là chẻ núi phá vàng. Lời Đức Thầy chỉ sâu vào trong tâm điểm của mỗi đồng đạo chúng ta. Cho nên nhiều đồng đạo mình khi học lời Đức Thầy, hoặc giả là nghe các cái bài thuyết giảng giáo lý, thì lại nói rằng lời Đức Thầy quá tuyệt vời. Đức Thầy nói ngay cái bệnh ở trong tâm cảm của chúng tôi thì thật sự. Bởi vì lời Đức Thầy thật là quyền bí, thật là sâu xa. Có những cái con người không nhìn thấu được trong tận trái tim đen của mình, nhưng hôm nay Đức Thầy nhìn thấu quý vị ạ. Vì vậy cho nên hôm nay mình muốn biết mình là ai, muốn biết mình tốt hay xấu, thì chúng ta đừng có cái bản ngã. Mà mỗi đồng đạo chúng ta phải học đọc lời Đức Thầy thật rành rẽ đi, rồi mình lấy lời Đức Thầy cân đong đo đếm, so sánh lại nội tâm của mình, thì lúc bây giờ quý vị sẽ thấy được mình hay hay mình giỏi, mình tà hay mình chánh, thì mình sẽ cảm nhận được điều đó. Bởi lời Đức Thầy về cái phương diện nội tâm có một công năng đặc biệt để chỉ ngay những thói hư tật xấu nơi tâm của mình mà nhiều khi ngại, chúng ta không dám nói. Cho nên hôm nay Đức Thầy nói cho chúng ta hiểu, để cho chúng ta sửa, thì đó là chúng tôi cũng xin định nghĩa một số khái nét về bốn cái chữ tỏ câu quyền bí. Kính thưa đồng đạo, như vậy thì giờ đây chúng ta đi vào trình bày tuần tự bốn câu giảng này. Câu đầu tiên Thầy dạy là hồng lạc giống xưa rất tuyệt vời. Như vậy thì qua câu giảng này, Đức Thầy muốn nhắc lại cái nguồn gốc cổ tổ tiên chúng ta, của dân giống dân hồng lạc. Bởi vì Thầy dạy rất rõ là đời phải biết suy kim nghiệm cổ, thông cơ đồ dựng nghiệp thánh hiền. Tôi nhớ ở cái diễn đàn này 62 ngày trước, chúng ta chia sẻ qua một cái bài thi về cái hệ tư tưởng. Đáng lẽ ra hôm ấy trình bày chỉ 2 câu thôi, nhưng mà chúng tôi cũng mạo muội chú giải được 10 câu trong cái bài tư tưởng. Đặc biệt hôm đó chúng ta trình bày về tư tưởng, thì hôm nay đề tài này nó ngược lại một chút, là chúng ta trình bày về cái tướng, những cái thực trạng của loài người nói chung, và đặc biệt cái thực trạng của dân tộc Việt Nam chúng ta, của đất nước Việt Nam chúng ta, của hình công chữ S đã có một cái quá trình dài dặn gần 5.000 năm lịch sử. Kính thưa đồng đạo, như vậy thì thế nào gọi là hồng lạc? Khái niệm từ hồng lạc ở đây tức là con hồng cháu lạc. Nếu đúng là con hồng cháu lạc, chứ không phải là con lạc cháu hồng nhé. Bởi vì con hồng là xuất phát từ thời Hồng Bàng, cháu lạc tức là xuất phát từ thời Lạc Long Quân. Rồi và người ta còn gọi đây là chim lạc, vây quay về với tổ ấm, với nguồn cội của mỗi con người chúng ta. Bởi vì
Hồng Bàng là thuộc về ông nội, mà Lạc Long là cha. Tất cả chúng ta đều là con kính thưa đồng đạo. Và hơn thế nữa thì trong toàn bộ sấm thi Đức Thầy, Đức Thầy viết cái từ Hồng Lạc đó trên dưới 5 lần. Giống Hồng Lạc Kim Chi Ngọc Diệp, nay đổi dời nhiều sự thấp hèn. Và đặc biệt ngoài cái từ Hồng Lạc Thầy viết 5 lần, thì bên cạnh đó Thầy còn viết cái từ Lạc Hồng. Từ Lạc Hồng thì Thầy viết trên dưới 20 lần, nhiều hơn từ Hồng Lạc. Đây là chúng ta hiểu về từ ngữ, về văn chương. Đức Thầy chuyển ngữ thôi. Cho nên cái quan trọng nhất mà chúng tôi cũng vừa nói đó, tức là Đức Thầy viết từ Hồng Lạc cũng như Lạc Hồng, thì từ Lạc Hồng Thầy viết trên 20 lần. Và đặc biệt thì bên cái đó Thầy viết luôn cái từ Hồng Bàng. Từ Hồng Bàng Thầy viết gọn chỉ có 3 lần thôi, kính thưa đồng đạo. Tức là dân ta là giống Hồng Bàng, muôn đời xa lánh tai nạn vì diệt vong đó, thì Thầy viết 3 lần cái từ Hồng Bàng. Như vậy thì từ đó mình mới suy ra được rằng, ngoài cái việc Đức Thầy ra đời giải đạo, thì Đức Thầy còn nhắc lại cái nguồn gốc Hồng Bàng, Hồng Lạc, Lạc Hồng, thì tổng cộng lại trên dưới 28 lần. Kiếp tạo long hoa, xây mái tạo cho dân Hồng Lạc thọ ơn thừa mà Đức Thầy đã dạy. Vì vậy cho nên đây là một cái điều quan trọng trong cái tinh thần dân tộc mà mỗi đồng đạo chúng ta hôm nay phải quay về với cái cội nguồn. Bởi vì khi mà chúng ta quay về cội nguồn thì lúc bây giờ mình mới có một cái sự thông cảm cho nhau. Tôi nói ví dụ, nếu mình không biết về cội nguồn thì nhiều khi tôi và quý vị chúng ta còn phân biệt cái người này là dòng họ của tôi, cái người kia là người dân, người này là con cháu của tôi, người kia là cái người tôi không quen biết. Nhưng kỳ thật ra nếu chúng ta hiểu được cái khái niệm này rồi, thì hôm nay dầu rằng chúng ta không có phải là một cha một mẹ, không phải là một họ, nhưng mà tất cả chúng ta đều do một bào thai sanh ra, có một cái nguồn gốc lịch sử hết sức là rạch ròi. Đây là chúng ta bàn lịch sử. Cho nên nếu nói về giống dân Hồng Lạc, còn gọi là Hồng Bàng, Lạc Long hay gọi là Lạc Hồng, thì cái nguồn gốc lịch sử nếu điếm tính đến năm 2022 này, thì chúng ta đã có một cái nguồn gốc mà chúng tôi tính từ thời Hồng Bàng đó, từ cái đất nước Xích Quỷ đó, đất nước đầu tiên mà chúng ta được khai sinh ra. Mình nói nôm na lúc bây giờ được ông cha cắt đất, và lúc bây giờ được khai sinh ra đất nước Xích Quỷ thì vào năm 2879 trước Tây Lịch. Tức là trước Tây Lịch là chúng ta chịu lùi lại 2879, 2878, 776 dài xuống đến năm 00. Và từ năm 00 thì sau công nguyên, bắt đầu từ năm 001 đến năm nay năm 2022. Vì vậy chúng ta lấy con số 2879 cộng với 2022 thì cái nguồn gốc lịch sử này đã có đúng con số là 4901 năm. Cái lịch sử đất nước Việt Nam chúng ta nếu nói giống dân Hồng Bàng đó thì giờ này là gần 5.000 năm. Cho nên thường thường mình nghe nói 4.000 năm lịch sử là theo tôi nghĩ chưa chuẩn. Bởi vì mình cộng con số này, đây là chúng ta nói theo Đại Sử Ký Toàn Thư của Việt Nam chúng ta. Tức là Đại Việt Sử Ký Toàn Thư đó, cái nguồn của Đại Việt Kỳ Sử Ký Còn Thư cho Toàn Thư, cho nên vấn đề này không ai chối cãi được. Cho nên nếu nói cái nguồn gốc này đến giờ này thì mình tạm ước lượng con số là 4.901 năm. Nếu đúng thì chúng ta phải nói là gần 5.000 năm lịch sử, chứ không có nói là 4.000 năm. Nếu nói 4.000 năm nó sai, nó sai con số này, thì đó là theo cái hiểu chúng tôi dựa theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Và đặc biệt trong Đại Việt Sử Ký Còn Thư mà trên Wikipedia đó đã có ghi rất là rõ qua một cái sự kiện này, thì lúc bấy giờ vua Đế Minh là cháu ba đời
vua thần nông. Khi chúng ta hiểu về cái thời Ngũ Đế thì mỗi đồng đạo rất rõ rồi, về ông Nghiêu, ông Thuấn, Đế Cốc, thần nông thì đây là các cái vị trong cái thời Ngũ Đế mà hàng ngày chúng ta nguyện là tam, tức là tam hoàng đó, là Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng, thì kế đó là Ngũ Đế. Rồi sau Ngũ Đế đến thời, đến thời là Tam Vương, sau Tam Vương đến thời Thất Hùng, sau Thất Hùng đến thời Ngũ Quý, sau Ngũ Quý đến thời Ngũ Bá, sau Ngũ Bá đến thời Xuân Thu Chiến Quốc. Thì chúng ta hiểu đó là một cái lịch sử của Trung Quốc. Và đồng thời thì vua Đế Minh, tức là cháu ba đời của vua Thần Nông, nó cũng rơi vào ở cái chỗ gọi là Ngũ Đế. Thì lúc bấy giờ vua Đế Minh sau khi đi tuần thú ở phương Nam, thì đây cũng là một cái vị vua hiền đức của thời Trung Hoa lúc bấy giờ, thì ông mới gặp một cái nàng tiên nữ, tức là một cái nàng tiên đó. Hai người mới thương yêu với nhau, chung sống với nhau, mới sinh một người con tên là Lộc Tục. Thì Lộc Tục vốn dĩ là một cái người rất là hiền lành, đôn hậu, cho nên vua Đế Minh có ý muốn truyền ngôi cho Lộc Tục. Nhưng Lộc Tục lại khước từ, bởi vì biết rằng mình còn có một người anh, một cha khác mẹ, đó là Nghi. Vì vậy cho nên lúc bấy giờ Lộc Tục khước từ, cho nên Đế Minh mới truyền ngôi cho Nghi, tức là Đế Nghi làm vua ở phương Bắc. Còn Lộc Tục lên ngôi là Kinh Dương Vương và quản lý ở phương Nam. Lúc bây giờ mới đặt cái tên nước là Xích Quỷ. Đây là cái thời Hồng Bàn đã có vào cái giai đoạn, đã có vào cái giai đoạn là cách đây 4001 năm như chúng tôi nói. Và sau đó thì Lộc Tục mới sánh duyên với nàng Long Nữ, con của vua Đế Lai, và mới sinh ra một người con trai tên là Sùng Lãm. Và Sùng Lãm mới sánh duyên với nàng Âu Cơ, thay ngôi lên ngôi vua thay cha, lấy hiệu là Lạc Long Quân. Và theo tục truyền hai người chung sống với nhau thì lúc bấy giờ mới sinh một cái bọc có trăm trứng và nở trăm con. Nhưng mà đặc biệt lịch sử thì chỉ ghi là nở trăm con thôi, chứ chúng ta không biết là bao trong đó là bao nhiêu trai bao nhiêu gái nữa. Nhưng mà thường thường thì tôi đọc sách đó thì thường thường chú trọng về trai nhiều hơn, cho nên chúng ta có thể tạm hiểu 100 người con này có thể là con trai. Có lại những cái thuyết nói rằng trong đó có 50 gái, có 50 trai. Thì nếu mình nói như vậy là lộn luân. Cho nên theo cái hiểu chúng tôi đây là 100 người trai. Bởi dân tộc Việt Nam chúng ta rất là kỹ vấn đề này. Pháp luật ra cũng có là phải nói rõ, là quy định rất là rõ rồi, tức là mẫu hệ đó. Nếu mà còn trong ba đời mà cứ hỏi với nhau là phạm luật, không được. Vì vậy cho nên theo tôi nghĩ 100 con này có thể là con trai. Ở đây chúng ta ước lượng thôi, sẵn bàn phải bàn cho rõ vậy, để đồng đạo mình không có hoang mang. Và khi 100 người con lớn khôn thì lúc bây giờ nàng Âu Cơ và Lạc Long Quân đó, thì hai cái này là hai cái giống khác nhau. Tức là nàng Âu Cơ thuộc giống tiên, tức là trên xuống, còn Lạc Long Quân là thuộc cái giống rồng. Cho nên hai người mới nói nhau rằng mình khác với nhau giữa cái giống tiên rồng, khó sống chung lắm. Cho nên hai người mới tách với nhau. Nàng Âu Cơ mới dắt 50 người con lên cái vùng, phải nói rõ là cái vùng núi, núi rừng để sinh sống. Thì tương truyền đây là các cái dân tộc thiểu số chúng ta, từ đó mới sinh ra 53 dân tộc thiểu số chúng ta. Và 50 người con mới dắt xuống cái vùng ven biển, cái vùng hình công chữ S ven biển Đông giờ này đó. Thì lúc bây giờ cái người con trưởng đó thì được Lạc Long Quân đặt tên là Hùng. Tại sao gọi là Hùng? Chữ Hùng là mạnh, chữ Hùng là mạnh mẽ, kính thưa đồng đạo. Và lúc bây giờ Lạc Long Quân mới truyền ngôi cho người con đầu tiên này, vì tên Hùng mới lấy hiệu là Hùng Vương thứ nhất. Vì vậy cho nên hàng năm tất cả đồng đạo chúng ta đều có một cái ngày lễ giỗ chung, tức là cái ngày Quốc Tổ Hùng Vương vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm. Thì đây là theo cái cội nguồn dân tộc. Và từ đó trải dài gọi là 18 đời Hùng Vương. Thì xin thưa quý vị,
Còn số này là con số ước lượng thôi. Chứ kỳ thật ra tôi tìm hiểu trong lịch sử đó, từ cái thời mà Hùng Vương thứ nhất đó, mà trải dài đến Hùng Vương thứ 18, mà lúc bây giờ nó gây thành một cái sự kiện mà chúng ta hiểu rất rõ, thì trong cái khoảng thời gian này là trải dài trên dưới hơn 20 thế kỷ. Như vậy thì hơn 20 thế kỷ nó có nhiều đời vua lắm, đâu phải là 18 đời đâu. Cho nên kéo dài từ Hùng Vương thứ nhất đến cái thời Thục Phán An Dương Vương đó, lúc bây giờ mới là Thôn Tính chiếm đoạt cái ngôi vua Hùng cuối cùng, mới lên cái ngôi Thục Phán đó. Và từ đó mới có một cái mẫu chuyện là Trọng Thủy Mỹ Châu. Trọng Thủy mới trộm cái nỏ thần, và lúc bây giờ để cho giặc phương Bắc, tức là Triệu Đà, đô hộ đất nước Việt Nam chúng ta trong một giai đoạn đầu tiên ở những cái thiên niên kỷ mới. Kính thưa đồng đạo, thì nó không hết. Như vậy thì theo tôi học lịch sử, từ thời Hùng Vương thứ nhất đến cái thời Thục Phán An Dương Vương, bởi vì cái niên kỷ chúng ta còn rõ ràng, thì trải dài trên dưới như vậy thì 25-26 thế kỷ, tức là 25-26 ngàn năm, tức là thời gian dài như vậy thì làm gì 18 đời. Cho nên nhiều đời dữ lắm, nhiều đời đến độ mà lịch sử không nhớ bao nhiêu đời, không nhớ bao nhiêu đời luôn. Vì vậy mới tạm đặt cái con số 18. Con số 18 mà nếu nói theo dịch học đó, thì đây là con số tượng trưng, là một con số tốt. Mà lại số 18 là con số trung tâm. Cho nên ông cha chúng ta cũng có những câu là chín gà, chín ngựa, chín hồng mao. Cho nên thường thường đây là những con số đẹp. Nếu nói về số học, số 9 là tốt. Nếu nói về lý, làm ăn chín chắn là tốt, tâm chúng ta chín chắn là tốt. Vì vậy nên ông cha chúng ta lấy 9 cộng 9 là bằng 18. Bây 18 là con số trung ương. Mà hôm nay Đức Thầy cũng ra đời mở đạo vào ngày 18 tháng 5. Đây là cái cội nguồn dân tộc, nó có những con số toán học nó trùng với nhau như vậy. Đồng đạo nào có nghiên cứu về dịch học của Tiên Thiên Bát Quái của Lão Tử, Hậu Thiên Bát Quái của Tây Bá Hầu, Châu Văn Dương, rồi kinh dịch của Ngũ Kinh của Khổng Tử, thì đồng đạo sẽ rõ vấn đề này. Bởi vì chúng tôi cũng có nghiên cứu rất nhiều về dịch học. Vì vậy cho nên con số này là con số tốt nè. Cho nên Đức Thầy ra đời ngày 18 tháng 5 đó, con tháng 5 là gì? Tháng 5 là chính giữa. Dầu rằng 12 tháng, chính giữa là tháng 6, nhưng mà nếu nói về 10 con số nhất nhị tam tứ ngũ lục thất bát cửu thập đó, thì ngũ là ngay giữa. Ý Đức Thầy muốn nói đây là cái đạo ngài là cái đạo trung ương, cái đạo trung tâm. Lấy cái ngày 18 tháng 5 để làm cái ngày khai đạo. Mà trong khi đó ông cha chúng ta cũng lấy 18 đời Hùng Vương để tiêu biểu, chứ thật sự không phải là 18 đời mà có rất là nhiều đời. Thì đó là chúng ta cũng hiểu thêm về lịch sử như vậy. Những cái chúng tôi nói là theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, kính thưa đồng đạo. Và hơn thế nữa, khi mình hiểu vấn đề này thì mình cũng đã biết được cái nguồn gốc của chúng ta. Cho nên Đức Thầy mới dạy là dân ta dòng giống tiên bang, chứ không có giống ngổ ngang hung sụng. Cho nên tất cả chúng ta đều là cành vàng lá ngọc, giống hồng lạc kim chi ngọc diệp. Nhưng mà không ngờ nay đổi dời nhiều sự thấp hèn. Vì vậy cho nên nếu nó đúng ra đó, thì giờ này 54 dân tộc anh em trong đất nước Việt Nam chúng ta, đa phần dân tộc Kinh chúng ta thì chiếm đa số. Còn 53 dân tộc khác, như tôi nói hồi nãy, ở cái vùng cao nguyên Trung và Bắc Bộ của chúng ta giờ này, thì đáng lẽ ra giờ này chúng ta không có phân biệt, bởi vì tất cả cùng một cha mà phân biệt gì. Mà Thầy dạy rất rõ là làng gần chứ những tỉnh xa, lúc xưa thì cũng ruột rà với nhau. Hay hoặc là ca dao Việt Nam cũng không ngớt: bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng. Cảm ơn quý vị. Hay là ca dao cũng dạy rất rõ là nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Thì Đức Thầy cũng dạy là đừng chia lìa Bắc Tổ Nam Tông, chỉ biết giống lạc hồng thượng cổ, là cái chỗ chúng ta trình bày. Cho nên hiểu được điều này thì đồng đạo chúng ta sẽ trút đi một gánh nặng. Gánh nặng gì? Gánh nặng phiền não, gánh nặng ích kỷ,
gánh nặng nhỏ nhen trong cuộc sống thường nhật của mỗi đồng đạo chúng ta. Tôi ví dụ, từ trước đến giờ mình ghét anh hàng xóm lắm. Cái anh này anh có bệnh lớn ranh đất, thì gần như năm nào anh cũng trồng cái hàng rào hết. Mà mỗi khi anh trồng hàng rào mới là anh lớn mình một chút, cái cây cũ vừa chết anh trồng cái mới lớn một chút. Mà ngược lại anh này sáng say chiều xỉn, lại có cái bệnh mà uống rượu vô rồi ưa chửi đon chửi ghen, mà đặc biệt lựa mấy ông đạo chửi không à, phải không? Cho nên lúc bây giờ mình không có ưa, mình phiền não lắm. Nhưng mà hôm nay khi chúng ta hiểu đành, thì lúc bây giờ phải rõ ràng là về nhà tôi và quý vị trút hết cái nặng không. Cái tự mình nói với mình, hồi đó tôi không biết, tôi tưởng tôi với anh là khác họ, tôi với anh là người dân. Nhưng kỳ thật sau khi tìm hiểu là Đức Thầy về cái khái niệm hồng lạc, hay là lạc hồng, hay là hồng bàn mà Thầy viết 28 lần, thì giờ này tôi biết được là tôi và anh cùng một bào thai sinh ra. Cho nên thôi, đã cùng bào thai sinh ra rồi thì anh có lỗi với tôi 9 xe 10 vàng đi nữa thì tôi cũng bỏ qua hết. Mà thật chất ra chúng ta cùng một bào thai sinh ra, cái hiện hữu nhất là gì? Dân tộc chúng ta được mệnh danh là đồng bào. Trên thế giới này hiện giờ 235 quốc gia, trên dưới gần 8 tỷ người, trên 5 châu 4 biển. Nhưng mà không có một đất nước nào mà đã dám mệnh danh là đồng bào do một bào thai sanh ra. Chỉ có dân tộc Việt Nam chúng ta mới là một bào thai sanh ra. Cho nên hảo nào Đức Thầy mới dạy là rất tuyệt vời, hồng lạc giống xưa rất tuyệt vời. Đức Thầy dùng từ rất tuyệt vời là chúng ta không bàn, là tuyệt vời lắm. Đây là điều tuyệt vời, tuyệt diệu mà các đất nước khác cho năm châu bốn biển này không có. Nói thật quý vị nha, trước đây á, khi mà tìm hiểu một tính khách quan về thế giới đó, tôi rất là ngưỡng mộ Hoa Kỳ. Bởi vì Hoa Kỳ là gì? Chữ Hoa Kỳ tức là muốn nói là một cái kỳ quan Hoa Mỹ của thế giới này. Những cái tên gọi của mỗi đất nước đó là chúng ta thấy điều mang ý nghĩa. Trung Hoa là gì? Là họ muốn nói rằng họ là trung tâm văn hóa của thế giới. Họ đặt tên nước họ là Trung Hoa. Còn Hoa Kỳ là gì? Tức là những cái thiêu hoa dệt gấm kỳ diệu đẹp đẽ trên thế giới này đều có ở đất nước của họ. Như vậy thì ngày xưa tôi cũng ngưỡng mộ Hoa Kỳ lắm. Nhưng mà giờ này khác đồng đạo ạ. Quý vị khác là thế nào không? Giờ này chúng ta mới thấy được rằng đó, cái trung tâm văn hóa, cái trung tâm tín ngưỡng tâm linh sau này nó ở ngay đất nước Việt Nam chúng ta. Mà điển hình là sau cái thời kỳ Corona gần suốt 3 năm ở thế giới, đất nước Việt Nam chúng ta trên dưới cũng gần ngót 2 năm Covid-19. Thì sau khi xảy ra Corona rồi thì mình mới thấy được, à như vậy thì Hoa Kỳ cũng bình thường thôi, họ cũng đâu có làm được gì đâu, họ cũng phải bất lực trước một con virus nhỏ bé như thế. Việt Nam chúng ta giàu là đất nước nghèo, nhưng mình cũng cầm cự, mình cũng giảm bớt được cái hệ quả do nó gây ra. Dầu rằng mình cũng có một cái thiệt hại, nhưng mà cái thiệt hại chúng ta so với các nước phương Tây, so với Hoa Kỳ thì thiệt hại chúng ta nhỏ lắm. Cho nên từ đó tôi mới suy ra được rằng, à đất nước Việt Nam chúng ta mới cao quý nè. Dầu rằng người phương Tây họ sung sướng, họ có một lối sống hết sức là phải nói rõ là giống như thần tiên tại thế, nhưng mà dù sao chăng nữa họ cũng không phải là đồng bào, không có một cái tinh thần đoàn kết như dân tộc Việt Nam chúng ta. Và hơn thế nữa, cái từ tuyệt vời này chẳng những tuyệt vời ở quá khứ, chẳng những tuyệt vời ở nồi giống tiên rồng, mà cái từ rất tuyệt vời này ý Đức Thầy muốn nói rằng sau này đó nó còn tuyệt vời hơn nữa. Bởi vì Việt Nam chúng ta là trung ương điểm, ngài vân chỉ đáo lai trần thế, cõi trung ương nhằm đất nước Việt Nam, chọn một chàng tuổi trẻ tục phàm mượn tay gã tờ hóa thần hạ bút mà Đức Thầy đã dạy. Hay hoặc là nước Nam Việt nhằm cõi trung ương, sao sẽ có Phật tiên tại thế, kính thưa đồng đạo. Thì đó là tuyệt vời. Cho nên hôm nay chúng ta may mắn lắm,
mình là dân Hồng Lạc, lại ở trên cái trung ương điểm của đất nước Việt Nam chúng ta. Cho nên đồng đạo ráng tu nghe, sau này Việt Nam chúng ta sẽ có Phật tiên tại thế mà Đức Thầy đã giới thiệu rồi. Lời Đức Thầy dạy là tuyệt đối. Dầu rằng giờ này chưa tới, nhưng mà mai kia mốt nọ, cái tương lai sau cùng thì chúng ta sẽ hưởng được các điều đó. Bởi vì Thầy dạy rất rõ rồi, cõi trung ương luân chuyển phương Nam, mở hội thánh, chọn người trung hiếu. Cho nên hôm nay chính vì vậy mà Đức Thầy mới cho biết rằng rất tuyệt vời là như vậy. Mà bên cạnh đó, đây là cái điều thực tế, nhưng mà điều thực tế này ít có người biết quá. Cho nên càng ngày, càng ngày bởi lớn lên tập nhiễm lợi danh, hay hoặc là càng ngày chúng ta tập theo cái mới, đúng như lời Đức Thầy dạy là đời văn minh vật chất bỏ gương xưa, nghiệp tổ tiên con cháu dài bừa, học thói mới lăn loàn theo sở dục. Mà khi trao lời cùng ông Táo, Thầy đã dạy rất rõ. Vì vậy câu thứ hai Thầy mới dạy, sao mà dương thế mãn lo chơi. Thì rõ ràng giờ này dân tộc Việt Nam chúng ta có thể chúng ta rơi vào cái tha hóa này, mãn lo chơi. Bây giờ đời tôi nói đồng đạo nhìn khách quan một chút. Ngày xưa đó, nội mà nói cách ăn mặc thôi, chúng ta thấy rằng cả thế giới này người ta tôn trọng cách ăn mặc của người Việt Nam chúng ta, phải nói rõ là rất là tuyệt vời. Người ta tôn trọng một cái bộ đồ quốc phục, áo dài khăn đóng như tôi và quý cụ mặc ở đây. Người ta rất là tôn trọng cái quốc phục của người Việt Nam, thể hiện một cái sự kính đáo, trang nghiêm, thanh nhã, trân trọng cái gốc của hồn Việt. Đó là đối với nam. Còn đối với nữ thì quý đồng đạo không lạ gì những chiếc áo bà ba trải dài trên dòng sông Hậu. Người ta rất là tôn trọng những chiếc áo bà ba của người dân nước Việt, nhất là ở miền Nam chúng ta, đồng bằng sông Cửu Long. Đây là điều mà phải nói rõ, đi vào những cái tâm điểm của những con người hiếu kỳ ở trên thế giới này. Cho nên đó là một cái điều thế mạnh. Nhưng mà ngày ngày gần gần đây thì chúng ta thấy thế mạnh này càng ngày càng suy yếu. Những cái chiếc áo cổ kính trang nghiêm của ngày nào, những chiếc áo bà ba tha thước trên dòng sông Hậu ngày nào, thì giờ đây được con cháu của mình, được em út của mình, nó thay thế vào những chiếc áo mỏng, những chiếc áo thiếu vải, để rồi làm cho dân tộc chúng ta càng ngày càng đi xuống đồng đảo ăn. Như vậy là phải lăn lòn theo sở dục không? Tôi nhớ hồi đó không có. Dù rằng tuổi tôi còn rất trẻ, tôi nhớ năm tôi khoảng mười mấy 20 tuổi đó, lúc bây giờ cũng biết rồi. Bởi vì vốn dĩ hồi nhỏ nó cũng có một cái tính đó. Phải nói rõ là gần như cái trí nó sáng lắm, và cũng rất là để ý ở cuộc đời lúc hồi đó, lúc còn học phổ thông đó, tôi để ý lắm. Hồi đó đâu có như bây giờ đồng đạo nhớ không? Rồi trước mặt tôi các cụ già thấy hồi xưa đâu có như vậy, đâu có ăn mặc hở hang vậy, quần không ra quần, áo không ra áo vậy. Nhiều khi mặc quần mặc áo coi như không à, phải không? Như vậy thì rõ ràng ngày càng dài sau này thì con người chúng ta phải nói rõ là nó theo lối mới. Cho nên Thầy mới dạy sao mà dương thế mãn lo chơi nè. Mình không lo tu hành, không trở lại với cái giống dân Hồng Lạc. Dầu sao mình cũng là con hồng cháu lạc, dầu sao chúng ta cũng con rồng cháu tiên mà. Như nó góc độ nào đó, cái gốc chúng ta là gì? Cũng gốc ngày thượng đế xuống trận. Chúng ta là người ở trên xuống mà. Nhưng mà ở trên xuống rồi lâu quá rồi, mê danh lợi ở luôn dưới này. Rồi từ mê danh lợi đó là con người mới có sự tha hóa. Cho nên ở ngoài đời không nói gì chi, mà nhiều khi đi vô chùa đó, mà cũng mặc đồ hở hang, mặc quần thiết vải vô chùa, mặc áo thiết vải vô chùa. Cho nên những cái ngôi chùa người ta tế nhị, người ta viết một cái hình ảnh và cái hang, thì cuốn theo những cái mới này mà Đức Thầy tạm gọi là mãn lo chơi. Đáng lẽ ra hôm nay khi mà xuống trần, nếu chúng ta hiểu theo Ngọc Lộ Kim Bài, thì con người chúng ta do bà Tây Như Mẫu, tức là Phật Mẫu, bà đưa 90 sắc linh căn xuống trần để lập nghiệp.
Trước khi đi thì bà trao cho mỗi linh căn một túi báo, trong đó có tám cái món pháp bảo, gọi là hiếu để trung tính liêm sĩ lễ nghĩa, tám điều này nè. Bà mới căn dặn à, sau này mà xuống đây mà người nào mà giữ được hiếu để trung tính liêm sĩ lễ nghĩa thì được trở về ngôi, tức là được về cõi trời để gần Ngọc Đế. Nhưng mà lúc bây giờ khi đi, bởi vì vô lễ không trình qua một cái vị đại tiên Cù Tất Đởm, cho nên ông này mới cử ngũ ma, có thiết gọi là tứ ma, là tủ sắc tài khí, đi theo để phá các linh căn. Vì vậy cho nên sau khi xuống trần một thời gian rồi, thì lúc bây giờ người thì nhiễm vào tủ, tức uống rượu, người thì nhiễm vào sắc, tức là đam mê sắc đẹp của người khác giới, rồi người thì ngồi nhiễm vào tài, tức là cờ bạc, rồi người nhiễm vào khí, tức là ảo phiện. Cho nên đa phần thì 96 linh căn nhiễm vào bốn món này, mà đại để chúng ta gọi là tứ độ tường, theo lời thầy dạy. Vì nhiễm bốn vấn đề này cho nên lúc bây giờ đến cái ngày trở về đó, thì coi lại đó, thì lúc bây giờ 96 linh căn thì chỉ có bốn ước được về thôi. Còn lại 92 ước linh căn thì mất hết hiếu để trung tính liêm sĩ lễ nghĩa. Bởi vì thật ra nếu một người mà phạm vào bốn cái này, tôi không cần nói bốn, phạm vào tủ thôi, phạm vào sắc thôi, phạm vào cờ bạc thôi, phạm vào á phiện thôi, gọi là tài khí đó, thì đồng đạo chúng ta không bao giờ giữ được hiếu, giữ được để, giữ được trung, giữ được sĩ, giữ được liêm, giữ được chính. Bởi vì bốn món này chỉ cần nhiễm một thôi thì con người chúng ta phải nói rõ là lúc bây giờ là đổ vỡ ra không còn. Cho nên chính vì vậy ở đây luôn dưới này đến ngày giờ này thì trong đó có tôi và quý vị. Cho nên khi chúng ta nói đến đây thì mình mới nhớ lại một đoạn trong thiên, trong bài thu đã cuối thầy đã dạy: nở đâu lại vài bừa đồng lỗi, cũng gốc ngày thượng đế xuống trần, hoài đầu nghe tiếng chuông ngân, hoài trở về nơi cũ cho gần Phật tiên. Cho nên thầy mới dạy là thấy sanh chúng quá ghiền cảnh tục, nên nhiều lần dục thúc muôn dân, mới ta câu là bạch trinh giữ lấy mỹ nhân, muốn về có Phật lập thân cõi trần đó không hết. Như vậy thì quy cho cùng sao mà dương thế mạng lo chơi, thì phải nói rõ là chúng ta bị bốn này nó dắt. Cho nên thầy mới dạy thêm là tứ độ tường đừng có niệm nhiễm vào. Người tránh xa mới gọi trí cao, xa bốn vách mang điều nhơ nhút. Thì rõ ràng kinh đồng đạo thì nó không hết. Cho nên hôm nay hảo nào trong tám điều đang cấm, khi bắt đầu hạ bút viết điều thứ nhất thì thầy đã đưa tứ độ tường rồi, thầy đã đưa tứ ma rồi. Ta chẳng nên uống rượu cờ bạc á phiện chơi bời theo đàn điểm bao nhiêu đó đủ kéo chúng ta trở lại, đó là lo chơi đó. Vì vậy cho nên hôm nay người đời người ta mãn lo chơi, không nói làm chi. Mà nhiều khi anh em trong đạo mình tu hành lâu rồi mà chúng ta vẫn còn lo chơi. Thật sự nhiều khi mình đã tu rồi mà chúng ta đôi khi cũng còn phạm vào tủ, chúng ta vẫn còn uống rượu, thì đồng đạo cũng phải thông cảm cho tôi. Trong đạo mình giờ này cũng còn lai rai nha, cũng còn một số đồng đạo chúng ta rai rai có rượu đó. Mà nhiều khi đồng đạo lai rai không nói làm chi, mà nhiều khi anh em trong ban trị sự mà còn lai rai thì vấn đề này chúng ta thấy khó giữ á, phải không? Rất là khó giữ. Đây rõ ràng là người ta mình còn mắc lên chơi nè. Rồi ngoài cái tủ ra, ngoài cái rượu ra, rồi đến vấn đề, tức là Đức Thầy dạy rất rõ là ta uống rượu rồi cơ bác cũng vậy. Bây giờ một trên tay cầm con cờ lá bài là không có rồi, rất hiếm rồi, lá bài là không có rồi, nhưng mà con cờ gì có, nhưng mà cũng ít nữa. Nhưng mà cái này nó nhiều nè, mua số nó nhiều. Đồng đạo chúng ta giờ này cũng còn mua số kiến thiết nhiều đó nghe quý vị. Tôi thấy đó nghe. Thì đó là mình cờ bạc còn gì nữa. Khi cầm cái tờ vé số kiến thiết trên tay thì lòng chúng ta bắt đầu suy nghĩ, bắt đầu ước vọng. Chiều nay mà trúng nha, cái bắt đầu tính nha. Cái này gọi là nằm ngủ chim bao này, cái này gọi là tạo duyên giả, phàm gian thân giả. Đã cái thân là giả rồi mà còn tạo thì mới giả. Lúc bây giờ không còn nhớ niệm Phật đâu, mà tính nha, tính trong bụng nha. Chiều nay mà trúng số á, cái bắt đầu nha, trừ thế ra cũng còn khoảng 1.8 tỷ. Cái đầu mua cái này, sắm cái kia, làm từ thiện cái nọ, tính lao đang đó.
tính xong rồi bắt đầu ước, ước xong rồi hy vọng, hy vọng xong rồi sau 4:30 thì vỡ mộng. Rõ ràng. Cho nên mình là người tu mà như vậy là chúng ta rõ ràng mãn lô chơi rồi, đâu phải người đời người ta lô chơi đâu. Bởi vì tại sao? Bởi vì tôi và quý vị nhiều khi cái kiến thức Phật học, kiến thức giáo lý chúng ta nó còn ở giới hạn. Vì kiến thức giới lý, vì kiến thức giáo lý, kiến thức Phật học ở giới hạn. Vì vậy cho nên nhiều khi mình làm sai mà mình lại ngụy biện binh vực cho cái sai của mình. Rồi trong khi đó mình uống rượu, mình không có chịu nghe lời Đức Thầy là người tu với lắm hơi men, mà chúng ta nói mình binh vực nói Thầy cho dùng một đôi chút rượu thật nhẹ, rồi lại mệnh danh rằng, rồi lại là đặt vấn đề rằng giờ không uống rượu, uống bia chắc không sao. Thì rõ ràng là do mình nó không sao, chứ Phật trời thì thấy có sao. Mà chính Đức Thầy chúng ta đã răn dạy rất rõ vấn đề này thì nó không hết. Thì đó là chúng tôi cũng khái nét một số vấn đề sao mà Dương Thế Mãn nó chơi. Vì vậy qua câu thứ ba Đức Thầy mới dạy sao mà Dương Thế Mãn lo chơi. Đến câu tiếp theo Thầy mới dạy sớm chiều tự liệu rèn tâm trí. Như vậy thì giờ này để đạt được quê xưa kiển cũ, để chúng ta trở về với Phật Thánh Tiên, trở về với cái trọn vẹn, thì Thầy mới dạy là sớm chiều tự liệu. Như vậy thì sớm ở đây nói cho đủ là thức khuya dậy sớm. Như vậy thì sớm chiều, ý muốn nói ở đây là mỗi đồng đạo chúng ta phải dành một cái thời gian để chúng ta gọi là công phu hành đạo. Vì vậy cho nên từ sớm chiều này thì đồng đạo không lạ gì, Đức Thầy dùng từ sớm chiều rất là nhiều. Sớm với chiều bình đẳng chớ lơi, thường hành như vậy như lời đường sai. Vì vậy cho nên giờ này chúng ta phải tự liệu. Tự liệu là gì? Tự liệu là tự mình lo liệu, coi rồi phải thân mình tự trị, chẳng độ xong Phật khó dắt diều. Tự mình phải lo liệu, tự mình phải thấy được những cái sai lầm của mình để tự mình sửa sai, đó gọi là tự liệu. Và tự liệu hôm nay muốn nói rằng hôm nay chỉ có con đường tu, con đường trở lại với đạo, con đường trở lại với cái giáo lý thánh thiện của Đức Thầy, thì lúc bây giờ mình mới trở lại với Hồng Lạc, trở lại với con rồng cháu tiên. Bởi vì thời gian những kiếp gần đây chúng ta quá tha quá theo cái thói mới như chúng ta bàn nãy giờ. Vì vậy cho nên sớm chiều tự liệu rèn tâm trí, thì Đức Thầy muốn cho chúng ta biết rằng giờ này mình phải rèn đúc tỉnh tinh. Chữ rèn là luyện tập, trăng sữa gọi là rèn. Cái chữ tâm là lòng, chữ tâm là nhục đoàn tâm, chữ tâm là trái tim, chữ tâm là duyên lữ tâm, gọi là tâm viên ý mạ. Mà chữ tâm ở đây cũng gọi là Phật tánh, tức là chỉ cái căn nguyên, cái chủng tử Phật của chúng ta. Nhưng ở đây mình hiểu gọn, chữ tâm ở đây là lòng, là tư tưởng. Chữ trí là cái biết, cái sáng suốt hằng hữu trong mỗi con người chúng ta. Như vậy thì tâm và trí, hai cái này đi đôi với nhau trong cái cuộc sống tín ngưỡng tâm linh. Cái tâm là lòng thương, lòng mến đạo. Cái trí là những cái xét biết, những cái mà chúng ta nhìn nhận xét biết để chúng ta đi vào cái lộ trình giải thoát. Nếu như một người mà có tâm mà không có trí thì Đức Thầy dạy có tâm mà không có trí thì dễ bị lừa gạt. Như vậy thì cái tâm là cái sự hiền lành, mà chúng ta thiếu đi cái trí, cái sự nhận thức, cái biết đó, thì coi chừng chúng ta bị tà sư ngoại đạo nó đùa bỡn, chúng ta bị cái sự linh nghiệm bên ngoài nó lôi kéo, rồi cuối cùng từ cái tâm chính sẽ chuyển hóa qua chúng ta trở lại cái tâm tà, đi sai cái con đường. Và ngược lại, nếu như có người, cái người mà có trí mà vô tâm, thì Đức Thầy dạy có trí mà vô tâm thì thường hay bị xảo trá. Nên tâm và trí, người tu hành cần làm cho nó phát triển cả hai, lấy tâm làm chủ trì mọi việc, lấy trí mà phán đoán mọi việc trước khi ta sắp đưa qua cho tâm làm chủ trì. Nếu thực hiện được như vậy thì trên đường đạo hạnh sẽ mau đắc quả thành công. Như vậy thì Đức Thầy dạy rất rõ, phân tích giữa tâm và trí rồi. Cho nên hôm nay để cụ thể quá vấn đề thì có thể chúng ta đem Tây Du ra ví dụ.
Trong lòng của tôi và quý vị đều có đủ bốn thầy trò của đường Huyền Trang. Tâm tức là ví cho đường Huyền Trang. Tất cả chúng ta đều có tâm Phật, bởi vì cái gốc chúng ta là Phật mà. Cái gốc chúng ta là chủng tử Phật, chúng ta bàn hồi nãy đó. Cho nên cái tâm chúng ta vốn dĩ là có Phật. Dầu rằng mình có bạo ngược đến đâu, dầu rằng mình là người đời, nhưng mà chúng ta vẫn có một chút thương người. Gặp Phật chúng ta vẫn có một chút gì đó để mình kính trọng, thầm lặng ở bên trong chúng ta, thì đó gọi là tâm dụ cho đường Huyền Trang. Mà nếu như đường Huyền Trang mà không có các nhân vật còn lại, thì đường Huyền Trang không bao giờ mà đi đến chỗ thỉnh được chân kinh để đắc thành chánh quả. Vì vậy nên nếu mà không có Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không là dụ cho trí. Vì vậy nếu như đường Huyền Trang mà không có Tôn Ngộ Không, thì đường Huyền Trang bị mấy con yêu ma quỷ quái nó gạt rồi, làm gì mà ông ra đi thỉnh được chân kinh. Cho nên cần phải có trí là Tôn Ngộ Không. Nhưng mà ngược lại, nếu mà có Tôn Ngộ Không không, thì đồng đạo thấy rõ là sẽ, tức là sẽ sanh sở trá. Cho nên nếu có trí mà không có tâm, thì cái trí ấy đưa chúng ta đi vào cái chỗ quỷ diệt. Cho nên Tôn Ngộ Không mới là náo loạn thiên cung, lấy cái hiệu là Tời Thiên Đại Thánh. Chữ Tời là bằng, cái Thiên là trời, Đại Thánh là thánh lớn. Ông xưng ổng là ông thánh lớn bằng trời cái gì? Ông xưng ổng bằng ông trời, bằng Ngọc Hoàng đó. Cái chữ Tời Thiên Đại Thánh đó là bằng Ngọc Hoàng đó. Cho nên ông mới lên ngồi ghế Ngọc Hoàng, mới xưng là Tời Thiên Đại Thánh. Chữ Tời là bằng, cái Thiên là trời, Đại Thánh là thánh lớn. Như vậy thì xảo trá không? Cho nên phải có tâm, để phải nói rõ là kìm kẹp. Rồi bên cạnh đó, trong mỗi con người chúng ta còn có Trư Bát Giới nữa. Không phải ông Trư Bát Giới ông mê sắc đâu, mà đây là dụng sự đạt lý. Thì tôi và quý vị trong lòng mình cũng có ổng trọng á, phải không? Cũng còn mê à, mình cũng còn mê cái đẹp như chúng ta bàn nãy giờ. Rồi mỗi đồng đạo chúng ta đều có Sa Tăng, cái sự điềm đạm sắp xếp ngăn nắp trước sau rõ ràng đều có trong tâm chúng ta. Rồi bên cái đó chúng ta còn có luôn cả thái tử nữa, có con ngựa nữa. À, nó sẽ hoài sẽ không biết mệt. Con ngựa này mà nếu không được cái sự thuần thục của tâm và trí, thì con ngựa này chúng ta thấy rõ là giống như thầy dạy là người đời nay như ngựa buông cương đó, khó dừng lại, nó cu lục bục. Vì vậy cho nên hôm nay khi bàn vấn đề này thì mình mới suy nghĩ lại, bởi vì Tây Du đồng đạo biết rồi, đây là dụng sự đặc lý mà Đức Thầy hôm nay cũng chấp nhận. À, muốn sao có phép phi và phi đằng cũng như Đại Thánh Đường Tăng Thoát Nạn, thầy cũng ưa dùng cái vấn đề Tây Thiên Đại Thánh trong Tây Du để Đức Thầy ví đời tu chúng ta cũng vậy. Như vậy thì trong mỗi con người chúng ta, thì đồng đạo cái quan trọng mình phải biết được rằng trong lòng tôi bởi vì cái gốc chúng ta có là Phật tánh. Cho nên Đức Thầy, Đức Phật thì dạy nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Đức Phật cũng dạy y câu đó trong cái bài Đức Phật, Đức Thầy chúng ta trả lời ông Hồ Nguyên. Và đồng thời Đức Thầy dạy rõ hơn là các chúng sanh đều có như ta, tức là có cái giống như đường Huyền Trang đó, có cái Phật tánh, nhưng mà bị vô minh vọng tưởng vại tà nên quay lộn tha bà tội khổ. Và đồng thời cái trí sáng chúng ta, chúng ta cũng có một cái trí sáng bát nhã như Đức Phật vậy. Bởi chúng ta có tâm Phật thì đương nhiên chúng ta phải có trí Phật đâu. Cho nên chúng ta cũng có cái trí của đường của Tôn Ngộ Không. Và đồng thời chúng ta cũng có cái ngũ dục. Cái ngũ dục đó tượng trưng cho Trư Bát Giới, tức là ham ăn, ham ngủ, tham mê sắc dục, tham mến đủ thứ hết trơn. Vì vậy cho nên khi mà cái tư tưởng nào mà nó xúi chúng ta đó, ăn chay nửa chừng á, cái nó xúi chúng ta ăn mặn trở lại đi, ngủ mà nướng nướng không cúng đó, nó xúi chúng ta đừng có cúng mệt lắm, bớt niệm Phật đi mệt lắm, thì chúng ta nghĩ vậy là mày là Trư Bát Giới. Lúc đó nó là Trư Bát Giới. Thì đồng đạo khi hiểu được nó là Trư Bát Giới, chúng ta biết không được, mình như vậy mà Trư Bát Giới thì sao được. Cho nên mình phải vực dậy, mình lấy đường Huyền Trang, mình lấy Tôn Ngộ Không. Cho nên Trư Bát Giới sao đạo sợ đường Huyền Trang lắm, sợ Tôn Ngộ Không lắm. Nếu mà không có đường Huyền Trang, không có Tôn Ngộ Không, thì Trư Bát Giới coi như là hư thân mất đó. Cho nên lúc mà Trư Bát Giới nó xúi mình, thì mình phải mượn Tôn Ngộ Không đánh nó,
hay đánh nó, mượn cái trí đánh nó, mình phải suy nghĩ liền. Mày không được làm biến. Hồi đó ăn mấy chục năm nay rồi, giờ ráng ăn chay vài năm nữa đi, bỏ xác này được về với thầy với Phật. Tức là chúng ta lấy cái trí mình đánh nó, đánh cái sự lười biếng liền. Bữa nào muốn giữ thuyết giảng làm từ thiện hôm nay mệt quá, làm biếng đi. À mày là tốt ngôn, mày là chưa bắt giá không, thì dùng thằng tôi cũng không đánh nó. Thế đây chúng ta nói chuyện giống trong phim vậy đó, bởi vì dụng sự đặc lý mà. Và đồng thời nếu như mình thực hiện được các điều đó thì mình mới tỉnh được chân kinh. Bởi vì trong mỗi con người chúng ta nó có y như vậy. Nhưng mà đồng đạo nhớ một điều, khi mà công thành danh toại, khi mà thỉnh được chân kinh thì tất cả là phương tiện. Cho nên lúc bây giờ ai cũng đắc hết. Ngoài đường Huyền Trang đắc theo đường Huyền Trang, Tôn Ngộ Không đắc theo Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới đắc theo Trư Bát Giới, rồi Sa Ngộ Tịnh đắc theo Sa Ngộ Tịnh, luôn cả thái tử con ngựa bạch nó cũng đắc theo thái tử con ngựa bạch. Đến ngày đắc quả rồi thì tất cả quần nguyên phản bộ, làm cái gì được cái gì thì chúng ta, tức là công phu cái vấn đề gì thì chúng ta hưởng cái quả nấy thôi. Hoàn toàn do một cái định nghiệp, hoàn toàn do cái công hành đạo của mình. Cho nên đó là chúng tôi dụng sự đặc lý. Như vậy thì như vậy, quý trọng từng cái buổi ngồi niệm Phật như vậy, thì lúc bây giờ mà thật sự chúng ta thắp được cái ngọn đèn đạo tâm, thì từ cái tâm chúng ta ham muốn về đạo quá, thì lúc bây giờ cái tướng bên ngoài, những cái gì, cái râu ria, những cái dư, những cái giả tạm bên ngoài tự nó cắt bỏ hết. Thì vậy cho nên ở đây thì chúng ta nói gọn với nhau, Đức Thầy dạy tức là sớm chiều tự liệu. Thì tự mình trong cái phương diện hành đạo thì chúng ta phải cố gắng sống làm sao mà chúng ta theo một cái tự nhiên. Khi một người có cúng lại tinh chiên rồi thì người này không có chạy theo tướng bên ngoài, mà lúc bây giờ mà thật sự trở về nội tâm bên trong. Hai thời tướng trong đạo thấy gì cho nó quan trọng lắm quý vị ơi. Đồng đạo nào có cúng, đồng đạo cảm nhận điều này rất là quan trọng. Ngoài cái việc chúng ta hứa mình quy theo Phật thì bên cạnh đó còn có một cái bài gọi là một cái bài sám hối. Khi chúng ta cúng lại thì mình có thể là chúng ta giảm bớt cái tội của mình. Dầu rằng Đức Phật không thể nào giảm tội được cho chúng ta, cái quyền năng Đức Phật không thể giảm tội được cho chúng ta, đúng không? Nhưng mà nếu chúng ta có cúng lại, có công phu hành đạo thì tự chúng ta sẽ giảm tội chúng ta. Rồi đồng thời khi nói có cúng thì đương nhiên là có niệm Phật. Bởi vì cúng lại niệm Phật đi đôi với nhau. Cho nên riêng tôi đó, bây giờ thì đỡ rồi. Còn trước đây mà khi bắt đầu tập cúng đồng đạo, tôi ham cúng lắm. Bởi vì tôi nhớ chỉ có cúng mình ngồi niệm Phật nó tinh chuyên. Còn nhiều khi lúc mình ở bên ngoài thì chúng ta bị đan xen việc này việc nọ, mình không có nhất tâm. Vì vậy nên hôm nay chúng ta phải mượn cái thời gian cúng làm phương tiện, để trong lúc cúng là chúng ta đã có niệm Phật theo những cái xá, theo những cái lại. Rồi đồng thời nếu rảnh công việc nữa thì chúng ta, Đức Thầy dạy cúng xong muốn niệm Phật cũng được. Chúng ta có thể dùng một chút thời gian để ngồi niệm Phật thì tốt biết mấy. Thì từ những buổi cúng đó, từ những cái buổi niệm Phật đơn sơ đó, mà từ từ chúng ta sẽ chuyển hóa nội tâm. Cho nên hảo nào Đức Thầy dạy là muốn cho nên khuya sớm chuyên cần nè, lòng chí nguyện sẽ cầu Phật Thánh. Vì vậy cho nên hôm nay muốn trở lại thánh thiện yếu tố đầu tiên là chúng ta phải sớm chiều rèn đúc kính tinh như một đoạn khác Thầy dạy. Như vậy thì đó là sớm chiều tự liệu, đó tự mình lo liệu. Và có được như vậy thì chúng ta mới rèn tâm trí. Cho nên cái phương pháp nào để rèn tâm, cái phương pháp nào để rèn trí thì chúng ta cũng có thể là bàn. Như vậy thì cái phương pháp rèn tâm ở đây, mỗi đồng đạo chúng ta phải trở về với cái tánh Phật. Mỗi đồng đạo chúng ta phải trở về với cái tâm Phật. Đó là rèn tâm. Có nghĩa rằng mỗi đồng đạo chúng ta phải làm sao học tập được nơi Đức Phật. Mà Đức Thầy dạy rất rõ rồi, Phật tu cách nào đắc đạo rồi dạy ta, ta cũng làm theo cách nấy. Vì vậy cho nên chúng ta học theo Đức Phật. Mà hôm nay Đức Thầy dạy là từ bi hỷ xả Phật ban phép lành. Cho nên hôm nay muốn rèn tâm thì ít nhất đồng đạo chúng ta phải có tâm từ, ít nhất chúng ta phải có tâm bi, ít nhất chúng ta cũng phải có tâm hỷ, ít nhất chúng ta cũng có tâm xả. Như vậy thì đây là một cái giai đoạn gọi là tập. Tâm từ ở đây là mình phải mở rộng cái lòng thương.
giống như Đức Thầy dạy Phật đối với chúng sanh như mẫu ái tử, lúc nào cũng lo lắng hết lòng, không để chúng sanh xa vào đường tội lỗi mà chịu khổ não. Như vậy thì giờ này mình có phải tập như Đức Phật, như Đức Thầy dạy vậy, tâm của mình đối với muôn loài chúng sinh giống như mẹ với con vậy đó. Như vậy đến đây chúng ta mới trở về nãy nè, có nghĩa rằng vốn dĩ chúng ta là anh em một nhà, cho nên mình không có sự phân biệt. Điều răn cấm thứ 8 Thầy dạy tóm tắt là phải thương yêu lẫn nhau như con một cha. Thì rõ ràng điều này Đức Thầy dạy chúng ta tâm từ nè. Cho nên một con người muốn có cái tâm tốt thì con người này phải có một cái tình thương. Cho nên đồng đạo nhớ không, cái tâm của Tô Đông Pha và cái tâm của Phật Ấn Hòa Thượng hoàn toàn khác xa. Cái tâm của Phật Ấn Hòa Thượng thì nhìn thấy ai cũng là Phật hết. Nhìn thấy cái tướng ngồi của Tô Đông Pha giống ông Phật vậy. Bởi vì Phật Ấn mà Ngài là tâm Phật, tâm tốt mà. Còn ngược lại Tô Đông Pha thì cái tâm xấu, thấy ai cũng xấu cả. Cho nên mới nhìn cái tướng ngồi thiền của Phật Ấn Hòa Thượng, Hòa Thượng xấu như vậy. Vì vậy cho nên hôm nay nếu đồng đạo chúng ta có một cái tâm tốt thì mình nhìn thấy ai cũng đẹp hết, mình nhìn thấy ai cũng tốt hết, mình nhìn thấy ai cũng là Phật hết, thì đó là chúng ta rèn tâm. Còn nếu ngược lại, mình thấy ông này được, mình thấy người kia không được, thấy ông này tốt, thấy bà kia xấu, thì lúc bây giờ chúng ta là người xấu rồi. Bởi vì mình là người xấu mà thấy cái xấu của người. Còn nếu chúng ta là người tốt thì mình không bao giờ thấy cái xấu của người, mà lúc nào chúng ta cũng nhìn thấy cái tốt của người. Cho nên ở đời mình nên nhìn cuộc đời bằng một ánh mắt gọi là tích cực một chút, kính thưa đồng đạo. Bởi vì ở đời này ai mà không sai lầm. Tôi cũng có rất nhiều cái sai lầm nè. Nhưng mà bên cạnh cái sai lầm đó thì chúng ta cũng có làm rất nhiều cái điều tốt. Vì vậy cho nên khi nhìn một con người nào đó thì đồng đạo làm ơn đừng nhìn cái xấu của người ta, mà đồng đạo phải nhìn cái tốt của người ta. Khi mình nhìn vào cái tích cực, cái tốt của mọi người thì tâm chúng ta sao? Hoan hỷ lắm. Tâm chúng ta an lạc kia lắm. Đó là tâm Phật. Lúc bây giờ chúng ta đang hằng hữu tâm Phật. Còn ngược lại khi mà đồng đạo nhìn tôi đó, thấy ông Phan Chí Tâm này, ông nói tối ngày nó châm biếm mình không à, ông nói chuyện khó nghe quá, ông nói xấu mình không à, thì lúc giờ đồng đạo xin phiền não liền. Mình xin phiền não liền, tâm mình bức rứt liền. Khi mình nhìn thấy người ta, mình đố kỵ người ta, thấy người ta là người xấu, thì lúc bây giờ tâm mình sẽ xấu đi. Tự nhiên không không đó, chúng ta lại đem một cái phiền não, dệt một cái điều phiền não nơi tâm của mình, kính thưa đồng đạo. Thì như vậy là tự mình nhìn không, tự mình làm khổ mình. Cho nên Thầy mới dạy là chuyện người chớ móc chớ môi, hãy treo gương thiện mà soi lấy mình. Chúng ta nên nhìn những cái điều lành, điều tốt của mọi người thì tâm chúng ta hoan hỷ lắm. Cho nên ông Phật, tại sao Đức Thầy chúng ta và ông Phật, các ngài có một cái tình yêu nhân loại đại đồng, mà Thầy đã minh chứng trong cái bài tình yêu rồi. Tình yêu mà chẳng điên ai cả, yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh, bởi vì Ngài là Phật. Ngài có một cái tình yêu nhân loại đại đồng. Còn tôi và quý vị chúng ta là chúng sanh. Cho nên nhiều khi chúng ta nhìn người này mình yêu dữ lắm, mà bên cạnh khác thì chúng ta nhìn một cái người kia ghét dữ lắm. Cũng chính vì yêu và ghét này nó không trở lại con đường chúng đạo, cho nên chúng ta mới khổ nè. Vì vậy cho nên ở rèn tâm ở đây, ý tôi muốn nói mỗi đồng đạo chúng ta về cái tư duy của mình, thì mình phải thực hiện làm sao có được tâm bì tâm từ. Và đồng thời ngoài tâm từ ra, chúng ta còn phải có tâm bi. Nếu chúng sanh sờ nào dạy dỗ chẳng nghe làm điều độc ác để phải tội lỗi Phật, chẳng vì thế mà ghét bỏ lại thương xót phun cục, thì mình đọc như vậy thấy càng sáng hơn nữa. Chúng sanh nào dạy không nghe thì Phật thương hơn là chúng sanh nghe. Còn ngược lại tôi và quý vị, người nào mình dạy không nghe thì mình muốn từ người ta luôn à, mình muốn ghét người ta luôn, mình muốn là phải nói rõ là rút dáng luôn đồng đạo à. Không được, không được đâu. Cho nên cái người nào mình dạy không nghe thì mình phải thương hơn cái người hiền. Cho nên hảo nào Đức Thầy mới dạy là dạy khuyên những kẻ ngổ ngang, biết câu lục tự dình đàn tứ ân. Chứ phải tôi và quý vị gặp kẻ ngổ ngang mình trốn luôn à, bởi mình là chúng sanh. Còn Đức Thầy là Phật, Đức Thầy sẵn sàng dạy kẻ ngổ ngang. Cũng giống như ngày xưa vậy, Ương Hoạt Ma, chàng vô não ai gặp cũng trốn hết. Nhưng mà Đức Phật thì không có trốn, bởi vì Ngài là Phật. Cho nên Ngài không trốn tránh mà Ngài còn chuyển hóa, cho Ương Hoạt Ma thành một người cực ác, trở thành một vị đắc được thánh quả A-la-hán. Thì đó, Đức Phật đã thực hiện được một cái tâm bi. Cho nên Đức Thầy mới dạy rất rõ nè,
ngày giờ nào còn có kẻ trong chúng sanh chịu khổ thì ta cũng khổ vì họ vậy. Rằng ta có bổn phận phải giác ngộ trần gian, bỏ những quan trái luân hồi cái nghiệt mà thầy dạy rất rõ trong chánh tinh tấn rồi. Cho nên hôm nay cái tâm bi là chúng ta cần phải có nơi cái tâm của mình, và đồng thời bên cạnh đó mình phải hỷ, phải xả. Tâm chúng ta không được sanh phiền não, tâm chúng ta không được sanh sân nộ. Cho nên Đức Thầy cho biết rất rõ là nay ta đã quy cầu đạo, gây gỗ là trái thuyết từ bi. Lúc nào người tu của chúng ta cũng phải nở một nụ cười thật tươi, tâm chúng ta lúc nào cũng hoan hỷ hết, chúng ta không có buồn giận ai cả, thì đó là chúng ta đạt đức hỷ rồi. Và đức xả là gì? Là mình không chấp một pháp nào cho thiên hạ, tâm mình ở trong không đó. Tại sao người tu chúng ta được ví như hoa sen đồng đạo? Bởi vì hoa sen nó có hai đặc tính. Cái đặc tính thứ nhất là gừng bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng, sống trong cõi trần ô uế này mà hoa sen không nhiễm. Cho nên Đức Thầy cũng muốn tôi và quý vị đạt ở chỗ là thân ti còn tục, tâm lìa cõi mê, thì đó là đặc tính của hoa sen. Và cái thứ hai đặc tính của hoa sen là gì? Là ở trong cái ruột của cây sen đó, nó trống rỗng à. Một ông lão đầu bạc râu trắng hết trơn, cho nên lúc bây giờ ông hưng bộ ông hết hồn, ông đi ra cửa trước ông nhìn, ông đưa vào cửa sau ông nhìn, ông coi coi cửa có mở không, có ai mà vô đây đổi Đức Thầy bằng ông già như vậy không. Nhưng mà không ngờ đi qua đi ra cửa trước đi vào cửa sau thì cửa vẫn còn đóng then gài, không có dấu mở. Ông hết sức là ngạc nhiên. Thì khi ông trở làm thứ hai thì ông lão già nãy mất rồi, mà lúc bây giờ Đức Thầy chúng ta nguyên một cái thân trẻ, cái thân mà tạo sát huỳnh thanh sanh thất trẻ. Vì vậy nên đây là một cái diệu dụng, chính cái diệu dụng này mà giúp cho ông hương bộ quy tới đạo Phật giáo của họ chúng ta đó. Cho nên hôm nay Đức Thầy chúng ta khi xưng khùng, khi xưng điên, khi xưng thầy, khi xưng Phật, khi xưng già, khi xưng trẻ, thì đây là cái hoàn cảnh bình thường của một bậc siêu nhân thôi. Bởi vì Ngài là một vị có phải là lục thông, có tam thân, có tứ trí. Ngài xuống dưới là cái ruột nó trống rỗng à, không có kẹt mắt. Cho nên Đức Thầy mới dạy chúng ta rất rõ đó, tìm tỏi đạo màu trong Phật Pháp cho đời hiểu rõ lý chân không. Cái tâm chúng ta phải đạt ở tâm không. Muốn đạt được tâm không thì chúng ta phải có được đức xả. Chúng ta không còn chấp. Nếu mình còn chấp là còn kẹt. Giờ này mỗi đồng đạo chúng ta làm sao mình phải đạt được cái không. Không ở đây không phải là không trơn, mà không ở đây là chơn không diệu hữu. Có đạt được như vậy thì chúng ta mới đạt ở chỗ tâm đó. Và đồng thời bên cạnh rèn tâm ra thì Đức Thầy còn dạy rèn trí. Như vậy rèn tâm là chúng ta phải có từ bi hỷ xả Phật ban pháp lành. Thì bên cạnh đó rèn trí là gì? Rèn trí là mỗi đồng đạo chúng ta cần phải giữ gìn giới luật. Bởi vì hôm nay tướng bên ngoài có giữ gìn giới luật, không phạm vào tứ đổ tồn như chúng ta bàn hồi nãy, không phạm vào tám điều răn cấm, thì nhờ ở chỗ giữ giới luật này mà tâm định, nhờ tâm định mà trí huệ phát khai. Cho nên cái trí của chúng ta, nếu mình không rèn, nếu mình không giữ giới luật thì không bao giờ chúng ta được phát khai trí huệ. Thì đó là cái cách rèn trí thứ nhất. Cách rèn trí thứ hai nữa là mỗi đồng đạo chúng ta phải cố gắng thực hiện theo bát chánh đạo mà Đức Thầy đã dạy. Bởi vì bát chánh đạo là quyển kinh nhật tụng giữa ai muốn thoát chốn mê đồ, tăng triển đến con đường giải thoát. Nếu mỗi đồng đạo chúng ta bắt đầu từ ở chỗ diệt trừ bát tà, diệt trừ tà kiến để chúng ta đạt được được chánh kiến, chúng ta diệt trừ tà tư duy để chúng ta đạt được chánh tư duy, chúng ta diệt trừ tà nghiệp để chúng ta đắc được chánh nghiệp, chúng ta diệt trừ tà tinh tấn để chúng ta đắc được chánh tinh tấn, chúng ta diệt trừ tà mạng để chúng ta đắc được chánh mạng, chúng ta diệt trừ tà ngữ để chúng ta đắc được chánh ngữ, chúng ta diệt trừ tà niệm để chúng ta đắc được chánh niệm, chúng ta diệt trừ tà định để chúng ta đắc được chánh định. Thì khi đắc được tám chánh này, lúc bây giờ trí huệ chúng ta phát sinh, lúc bây giờ tâm ta tỏ rạng như trăng rằm, một màu sáng suốt không nhiễm ô cảnh ngoại, dứt tuyệt hết các sự phàm trần, lần bước đến chỗ giải thoát mà Đức Thầy đã dạy cuối cùng, cái rốt ở cái phần chánh định cuối cùng của bát chánh đạo. Vì vậy cho nên giờ này muốn rèn trí đạt kết quả thì đồng đạo chúng ta phải hàng ngày học đọc bát chánh đạo. Đức Thầy dạy tụng là chúng ta phải tụng đọc hàng ngày trong hai cái thời lễ bái sớm chiều. Đáng lý ra tôi và quý vị chúng ta phải dành thời gian sau một buổi cúng ở buổi tối, sau khi cúng xong, sau khi ngồi niệm Phật, thì thời gian còn lại có thể chúng ta mở bát chánh đạo ra, chúng ta đọc tụng
Trong đó có 3 phần, 1 là giác mê tâm kệ, 2 là trong cái bài dặn dò bổn đạo, và 3 là trong quyển 6. Như vậy thì 3 chỗ này cộng lại, nếu nói về câu cú thì trong giác mê tâm kệ 44 câu, trong dặn dò bổn đạo 24 câu, tổng cộng có 68 câu thôi. Và cộng lại thêm trên dưới khoảng 4 trang giấy nhỏ, trang giấy xâm giảng đó, khoảng 4 trang giấy nhỏ ở trong quyển giảng của chúng ta về cái phần văn tạng. Như vậy thì cộng lại các yếu tố này chúng ta đọc, theo tôi nghĩ khoảng mười mấy phút chứ gì đồng đạo. Mười mấy phút là xong à. Đồng đạo nào đọc chậm thì khoảng 20 phút, đọc nhanh khoảng 10 phút, 12 phút xong. Vì vậy cho nên một ngày chúng ta tranh thủ thời gian mà đọc hai cái này thôi, hai buổi đọc cái bát chánh đạo này thôi, thì lúc bây giờ chúng ta cũng ràng trí đó. Một phương pháp coi như đơn giản, nhưng mà nếu chúng ta hăng hổ thực hiện thì cái quả vị đắc được, xin thưa quý vị là không đơn giản. Phải nói rõ là không đơn giản. Mình phải nhận định như vậy để chúng ta cố gắng. Và đồng thời cái phương pháp sau cùng, để chúng ta vừa rèn tâm, để chúng ta vừa rèn trí, thì đây là phương pháp gọi là hai trong một. Như vậy thì đây là phương pháp mà Đức Thầy dạy rất rõ, đó là lục tự trì tâm là phương phép, nhắn nhủ cùng ai có mấy lời. Vì vậy cho nên ngoài các vấn đề chúng ta bàn nãy giờ, thì đây là một cái phương pháp tổng hợp để chúng ta sớm chiều rèn đúc kỉnh tinh, hay hoặc là sớm chiều tự liệu rèn tâm trí. Đó là chúng ta phải niệm Phật. Khi đồng đạo chúng ta có trì câu lục tự, lúc nào tâm chúng ta cũng niệm Phật, thì lúc bây giờ chúng ta đã rèn tâm. Bởi vì tâm chúng ta niệm Phật thì không bao giờ còn vọng niệm chúng sanh. Tâm chúng ta niệm Phật, lúc bây giờ mình đang rơi vào một cái trạng thái gọi là tâm Phật. Cho nên tâm hành giả sẽ hiền hậu, sẽ ngoan hiền. Tâm chúng ta đạt nó chỗ cực hiền nhờ câu lục tự. Nếu đồng đạo nào có niệm Phật, niệm Phật nhiều chừng nào thì tâm chúng ta hiền chừng đó. Mà khi tâm chúng ta hiền rồi, cái tướng bên ngoài chúng ta nhìn cũng hết sức là dễ thương, hết sức là dễ mến. Còn nếu như chúng ta tu mà ít niệm Phật, thì lúc bây giờ tâm chúng ta sẽ sinh cái điều ham muốn, tâm chúng ta sẽ sinh những cái niệm sân nộ, tâm chúng ta sẽ chạy theo cái sự dị đoan mê tín. Cho nên ít niệm Phật thì thường thường đồng đạo chúng ta có cái tướng nó rất là xấu. Tướng lúc nào cũng cọc cằn, cũng quạo vọ, lúc nào cũng còn tham đắm cái này, ham mê cái kia. Bởi vì suy cho cùng chúng ta rất ít niệm Phật. Vì vậy cho nên cái cuối cùng này chúng tôi muốn nói ở đây, mỗi đồng đạo chúng ta muốn hoàn toàn ở chỗ rèn tâm rèn trí, thì đồng đạo chúng ta cứ kiên trì niệm Phật. Cái mục đích niệm Phật, những cái đạt được trong sự niệm Phật mà Thầy dạy là gì? Đó là thay đổi vọng niệm chúng sanh. Cho nên cũng chính vì những cái vọng niệm chúng sanh, cũng chính vì cái vọng niệm sai lầm ấy mà không làm cho cõi lòng an lạc, phiền não ngăn che, chân tâm mờ ám. Như vậy thì phiền não ngăn che, chân tâm mờ ám, nó làm cho tâm chúng ta xấu đi, phải không? Cũng chính vì phiền não ngăn che, chân tâm mờ ám mà chúng ta đánh mất đi cái tâm Phật của mình. Lúc bây giờ chúng ta đang sống với cái tâm ngạ quỷ, chúng ta đang sống với cái tâm địa ngục, chúng ta đang sống với cái tâm súc sanh. Mà nếu như tâm chúng ta là ngạ quỷ, là địa ngục, là súc sanh, thì lúc bây giờ tương lai chúng ta sẽ thọ nhận ba cảnh giới ác. Thế nào là tâm ngạ quỷ? Tâm chúng ta còn ham muốn quá nhiều. Tâm chúng ta ham cái này, mê cái nọ, thì rõ ràng lúc này tâm chúng ta là ngạ quỷ đồi đạo. Tâm chúng ta mà còn sân nộ, tâm chúng ta còn nóng nảy quá, thì xin thưa tâm này là tâm súc sanh. Tâm chúng ta còn mê si, tâm chúng ta còn tâm tối, thì rõ ràng tâm này là tâm địa ngục chứ còn gì nữa đồng đạo. Cho nên Đức Thầy mới dạy cái chữ tâm mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Vì vậy cho nên đa phần trong tâm tôi và quý vị, chúng ta đang cư ngụ tam đường ác, tức là tam ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, mà nhiều khi chúng ta không có hay. Bên ngoài chúng ta chỉ là cái giả tạo thôi. Vì vậy cho nên hôm nay mỗi đồng đạo chúng ta có kiên trì niệm Phật, tức là chúng ta đem Phật vào lòng của mình. Mình mượn Nam Mô Di Đà Phật bên ngoài để làm cho tâm chúng ta được sáng lên. Mình mượn ông Phật bên ngoài làm phương tiện để chúng ta đánh thức ông Phật tự tâm của mình. Khi chúng ta niệm đến chỗ nhất tâm bất loạn, thì gần như lúc bây giờ chúng ta đã thành công một nửa trên cái con đường chúng ta thay đổi Phật. Mượn ông Phật bên ngoài thay đổi vọng niệm chúng sanh để cho ông Phật tâm chúng ta được hiện bài. Thì khi ông Phật tâm chúng ta hiện bài rồi, thì Đức Thầy khẳng định thì lòng ham muốn và các tình dục còn đâu mà nảy sanh ra được.
thì khi lòng ham muốn và các tình dục không còn nảy sinh ra được, thì lúc bây giờ đồng nghĩa với việc là trư bát giới không còn ở trong tâm chúng ta. Mà trong tâm chúng ta lúc bây giờ hoàn toàn là đường huyền trang, tâm chúng ta hoàn toàn là trong sạch, hoàn toàn là tinh anh. Lúc bây giờ tâm chúng ta hoàn toàn không rơi vào địa ngục súc sanh ngạ quỷ như chúng ta bàn nãy giờ. Kính thưa đồng đạo, và đồng thời hôm nay đồng đạo chúng ta có tuyên trì niệm Phật, thì ngoài việc chúng ta được tâm lành, thì bên cạnh đó chúng ta còn được trí sáng. Kính thưa đồng đạo, nếu như chúng ta tuyên trì niệm Phật thì mình sẽ chia sẻ được gọi là cái vô lượng quang của Đức Phật. Cho nên cái người niệm Phật, người này rất là sáng. Bởi vì khi mình đẩy lùi vô minh, khi mình đẩy lùi những cái tà niệm chúng sinh, khi mình đẩy lùi hết những cái dục vọng nơi tâm của mình, thì đương nhiên lúc bây giờ còn cái gì? Lúc bây giờ huệ nhật hiện bày. Sở dĩ tôi và quý vị tối là do đâu? Đó là do mây. Cho nên thầy dạy rất rõ là mây ganh hờn đầy lòng nghi ngút, giữ dạ trong đừng đục mấy màu. Cũng chính vì do mây mà tâm chúng ta tối. Mây là dụ cho tư tưởng, dục vọng, ham muốn, phiền não, sân nộ. Và mây ở đây chúng ta nói chung lại như là Đức Thầy dạy, đó là vọng niệm chúng sanh. Đức Thầy đặt tên nó là vọng niệm chúng sanh. Thì rõ ràng vốn dĩ chúng ta có tâm Phật như chúng ta bàn nãy giờ. Vốn dĩ chúng ta có một vầng trăng nhật nguyệt, bầu trời quang đãng trong xanh. Nhưng mà vì bởi lớn lên tập nhiễm lợi danh, nên tập sáu che mờ thiện tánh. Bởi chúng ta lớn lên mình ham cái này, mình mê cái kia, mình sai đắm cái nọ, tự chúng ta kéo mây che khuất cái vầng trăng nhật nguyệt của mình. Giống như Đức Thầy dạy, ngặt vì chướng lụa lắp đèn pha. Vì vậy cho nên ngày giờ này chúng ta nhờ câu lục tự mà mình dẹp phá mây mù, nhờ câu lục tự mà giúp cho tâm chúng ta được sáng. Cho nên đồng đạo niệm Phật, ngoài cái việc chúng ta phát triển ở nội tâm, bên cạnh đó chúng ta còn đạt ở cái chữ trí. Cho nên Đức Thầy mới dạy rất rõ, đó là cư gia tịnh độ tâm viên mãn, hay hoặc là tịnh độ giác thuyền trị dục tâm. Vì vậy cho nên hôm nay nhờ câu lục tự mà tâm chúng ta được viên mãn, tâm chúng ta được tròn đầy, mình hoàn toàn đắc được cái chữ trí ở câu giảng này mà Đức Thầy đã dạy: sớm chiều tự liệu rèn tâm trí. Kính thưa đồng đạo, bởi vì đây là một phương pháp quá diệu dụng, cho nên câu cuối cùng Đức Thầy mới dạy: đạo đức nhiệm sâu lão kiến mời. Kính thưa quý vị, như vậy thì đọc qua bảy chữ này, ngày xưa tôi thường rê lợi khi đọc bảy chữ này. Khi mà chúng tôi trong quá trình học toàn bộ giảng thầy, học xong rồi chúng tôi mới trở lại nghiên cứu từng câu từng chữ, từ bài Thái Lợi Tựa cho đến bài cuối cùng. Thì nhớ lúc bây giờ khi học đến cái bài tỏ câu huyền bí này, khi đến cái câu là đạo đức nhiệm sâu lão khuyến mời, thì tôi đã rớt rất là nhiều giọt nước mắt. Bởi vì thương thầy, giáo lý Đức Thầy là giáo đức, là giáo lý đạo đức. Cái từ đạo đức là chúng ta hiểu rồi, đây là phẩm vị, đây là một con đường chân chánh mà mỗi con người phải hướng đến. Trên đời này con người mà nếu vô đạo đức, nếu như là phi đạo đức, thì con người này sống không có ý nghĩa. Xã hội loài người mà vô đạo đức hay là phi đạo đức, thì xã hội này không còn xã hội loài người, mà sẽ biến thành địa ngục tại trần gian. Vì vậy cho nên loài người luôn luôn chú trọng hai từ, đó là đạo đức. Từ khi nhỏ chúng ta được ông bà cha mẹ dạy những điều hay lẽ phải trong một cái phạm trù đạo đức. Rồi lớn khôn chúng ta học phổ thông, từ lớp 1, lớp 2, từ tiểu học là mình được thầy cô giáo dạy cái điều đạo đức. Đây là nhân phẩm ở đời. Vì vậy cho nên Đức Thầy ra đời mở đạo, Đức Thầy đem một cái nhân phẩm ở đời. Tôi nói nôm na một câu giảng này thôi: bước ra đường ăn nói thật thà, dầu khôn khéo cũng là giả dại. Thì đây rõ ràng là đạo đức rồi, phải nói rõ ràng quá đạo đức rồi. Hay hoặc ở xóm điền ăn nói thật thà, hay hoặc là không quen biết mà cao tuổi tác ta cũng nên kính trọng mới là. Thì đây là những cái nhân phẩm đạo đức. Vì vậy cho nên nguồn thi thơ Đức Thầy, từ chữ đầu tiên đến cái chữ cuối cùng, trên dưới gần 90.000 chữ, thì tất cả lời Đức Thầy dạy đều là kim ngôn ngọc ngữ, đều là những lời hay ý đẹp, đều là những khuôn vàng thước ngọc để đo đưa con người sống đúng,
theo một cái quy phạm đạo đức nhân phẩm làm người trong cuộc sống xã hội, thì đó là chúng ta hiểu theo cái một mặt bằng chung xã hội. Và đồng thời cái đạo đức này, nếu đi sâu vào chân lý đạo đức, thì đạo đức này đạt ở góc độ cao nhất là chúng ta phải có cái đạo. Bởi vì từ có cái đạo mới sinh ra đức. Nếu không có cái đạo là không sinh ra đức. Như Đức Thầy đã dạy rõ rồi, con người đều có cái đạo nhân. Vì vậy nên trên ở xã hội có người này, nếu người nào không có cái đạo thì người này không có đức đồng đạo ạ. Người này không làm tròn đạo đức. Bởi vì hai khái niệm này đi đôi với nhau. Và từ đạo đức làm người đến đạo đức làm thinh văn, đạo đức làm duyên giác, đạo đức làm Bồ Tát, và đến sau cùng là đạo đức làm Phật. Đạo đức làm Phật là tứ vô lượng tâm, là từ bi hỷ xả, là một phương pháp mà chúng ta rèn tâm mình bàn ở câu giảng hồi nãy. Đó là cái rốt của đạo đức làm Phật. Bởi vì mỗi một cái giai thoại, mỗi một cái nấc thang, mỗi một cái sự tiến hóa trên lộ trình giải thoát thì đều có đạo đức. Một con người hoàn chỉnh trong cuộc sống này thì đạo đức ở đời, nhân phẩm ở đời, như chúng ta bàn nãy giờ, mình đã học từ bậc tiểu học cho đến trung học, đại học, thì đó là đạo đức ở đời, tạm gọi là nhân đạo. Rồi chúng ta đi sâu vào cửa đạo thì bắt đầu mình học đạo đức của một cái vị giải thoát. Khi đồng đạo chúng ta hiểu về tứ vô lượng, hiểu về bốn cái con điều sự thật, đó là tứ thánh đế. Thì tứ thánh đế đặc biệt là tám cái con đường mà chúng ta bàn hồi nãy là bát chánh đạo. Đây là đạo đức để giúp cho tôi và quý vị thành được cái quả vị thinh văn. Rồi đi xa hơn nữa, chúng ta học về cái bài môn hoằng diệt. Chúng ta để phá vỡ thập nhị nhân duyên mà Đức Thầy dạy bài môn hoằng diệt rất là nhiều, thì đây là cái đạo đức để chúng ta chứng được trung thừa Phật giáo, đắc được quả vị bích chi Phật, còn gọi là duyên giác. Và đồng thời đồng đạo học cái đạo đức tiếp theo là gì? Chúng ta vừa bố thí, chúng ta vừa nhẫn nhục, chúng ta vừa tinh tấn, vừa thiền định, vừa trí tuệ. Thì nếu như mình có 6 cái điều này, bố thí, nhẫn nhục, thiền định, tinh tấn, trí tuệ, thì chúng ta học đạo đức của Bồ Tát, chúng ta chứng quả Bồ Tát. Và cuối cùng như tôi nói, nếu đồng đạo chúng ta có được cái đạo đức gọi là từ bi hỷ xả, thì lúc bây giờ mình chứng được quả Phật. Thì đó là tuần tự đạo đức đi từ thấp lên cao. Chính vì từ thấp lên cao này, Thầy mới dạy hai cái từ là nhiễm sâu. Chữ nhiệm là nhiệm nhặt, chữ nhiệm là đầy đủ không còn thiếu gì cả. Chữ nhiệm này là nhiệm nhặt, chữ nhiệm cũng gọi là màu nhiệm. Chữ sâu là sâu thẳm. Chữ nhiệm ở đây là chúng ta hiểu rằng giảng này ra cuối mùa thu, dạy ăn dạy ở chữ tu vuông tròn. Chữ nhiệm là nhiệm nhặt, việc gì cũng dạy hết, quả vị gì cũng có trong giáo lý Đức Thầy, tùy theo sức mình mà thôi. Nếu đồng đạo nào đi theo đạo đức cao thì chúng ta đắc quả vị cao, nếu chúng ta ở đạo đức thấp thì chúng ta đắc quả vị thấp. Đức Thầy dạy đủ hết, không có thiếu chỗ nào hết, đó gọi là nhiệm. Còn sâu là gì? Có một cái chiều sâu, đúng như là Đức Thầy dạy đạo lý tầm sâu, sâu chẳng cạn, đời cùng ly loạn khắp chư ba. Và hơn thế nữa, nhiệm sâu này ít Đức Thầy còn có dạy thêm rằng ít câu mà ý nhiệm sâu, nghĩ suy cho cạn mới hầu khôn ngoan. Thì rõ ràng ít câu nhưng mà ý rất là sâu. Điển hình hôm nay có 4 câu giảng này. Có thể khi mà chúng ta đọc 4 câu giảng này, mình thấy đâu có cái gì là sâu sắc đâu, đúng không? Có thể đồng đạo đọc 4 câu giảng này thì theo tôi cảm nhận rằng chúng ta nghĩ bình thường lắm, theo cái hiểu nông cạn của mình. Nhưng mà khi đồng đạo chúng ta ngồi bàn nãy giờ gần 100 phút rồi đó, hơn 100 phút rồi đó, mình mới thấy được một cái điều kỳ diệu. Đúng là ít câu mỹ nhiệm sâu. Chúng ta càng bàn chừng nào thì mình càng thấy cái chân giá trị Đức Thầy chúng ta là Phật đó. Có 28 chữ thôi mà Đức Thầy dạy quá nhiều ý để rồi đồng đạo chúng ta làm theo đắc đạo. Đó gọi là ít câu mỹ nhiệm sâu. Cho nên Đức Thầy dạy là đạo đức nhiệm sâu. Và quan trọng mà tôi khóc đó là ba cái từ sau cùng, đó là lão khuyến mời. Đức Thầy chúng ta là lão, cho nên Đức Thầy cho biết rằng lão đây vương lĩnh thật, thật tôn, lãnh cân thượng phạt chư môn dẫu giữ lành, hay hoặc là hiệu lão sĩ đa đời thực tế. Vì vậy cho nên lão tức là hiểu Đức Thầy. Dầu rằng Đức Thầy chúng ta còn trẻ, khi Đức Thầy ra đời Ma Đạo, nếu nói về tuổi ta thì Đức Thầy 21, nếu nói về tuổi Tây Đức Thầy có 19. Khi già lúc lại trẻ thơ đó, giả quê giả dốt khắp trong thị thiền mà Thầy dạy trong quyển nhất, trong lúc 49 điểm là Lục Châu. Vì vậy cho nên chữ lão ở đây là gì? Đến đây Đức Thầy muốn cho chúng ta biết rằng Đức Thầy đã
dài dẫn kinh nghiệm. Đức Thầy đã tu tập nhiều đời nhiều kiếp, Đức Thầy trở về đây, và chúng ta phải nói Đức Thầy trở về đây là để Đức Thầy thương chúng ta. Lòng thương ly thứ, luân chuyển kiếp, giả ái dương trần đỏ sắc thân, hay hoặc là lòng thương ly thứ đáo ta bà, thừa chuyển pháp luân dụng phiến ca, cảnh tỉnh người mê về cõi ngộ, giải đăng kẻ tục vượt nay hà. Vì vậy Đức Thầy trở về đây là Thầy thương mình, Thầy thương mình đồng đạo à. Cho nên đặc biệt Đức Thầy khuyến mời, khuyến là khuyến dạy, mời là mời gọi. Đức Thầy khuyến dạy chúng ta nên trở lại con đường chân chánh. Đức Thầy luôn luôn mời gọi tôi và quý vị chúng ta phải cố gắng học đọc lời Đức Thầy. Ta yêu chúng viết ra giảng kệ, khuyên tăng đồ cùng các tín đồ nghe cạn lời cho có mờ hồ, tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo. Thế mà người nghe đạo lý thì mê, kể lại nhung trời nó lão kiếm cơm. Ở đây mỗi đồng đạo chúng ta nhiều khi bị cái cuộc sống sinh nhai, bị cơm máu gạo tiền, nhiều khi chúng ta quên Thầy, nhiều khi chúng ta quên Phật. Nhưng Phật và Thầy mãi mãi không bao giờ quên chúng ta. Mà Đức Thầy đã minh chứng rằng các chư Phật không khi nào rảnh, tâm từ bi vẫn nhớ chúng sanh. Vì vậy nên ở đây chúng ta quên Thầy quên Phật, chứ giờ này Thầy chúng ta một phương trời xa thẳm nào đó, Đức Thầy luôn đối hoài nhìn thấy tất cả đồng đạo chúng ta. Đức Thầy sẽ mừng khi chúng ta hội họp với nhau thế này, tổ chức thiết giảng giáo lý, học đọc lời Đức Thầy, tin sâu hành y, niệm Phật làm lành, giữ gìn theo các điều giới luật mà Thầy dạy, thì Đức Thầy rất là mừng. Và bên cạnh đó Thầy rất là buồn khi đồng đạo chúng ta chia năm xẻ bảy với nhau. Thầy rất là buồn khi chúng ta quy y mà không hành y, quy y mà chúng ta không hiểu một câu kinh câu kệ Thầy để lại, quy y mà chúng ta không quán triệt lời Đức Thầy, thì Thầy buồn lắm. Cho nên hảo nào Thầy mới dạy, lòng trẻ thảo biết đoàn biết kết, phí xác phàm mới mệt đâu nài, băng rừng dẹt phá gốc gai, kiếm người lương thiện đến ngay niết bàn, kính thưa đồng đạo. Hay hoặc là Thầy dạy chúng ta rất là nhiều chỗ, với một cái tâm niệm của Thầy, phận tớ xác phàm tớ sẽ dưng, cúng dường cho Phật Phật đành ưng, dầu cho phải chịu ngàn cay đắng cũng nguyện đạo màu sẽ chấn hưng. Vì vậy giờ này mình không thương mình thì thôi, mà chúng ta cũng phải thương Thầy. Đức Thầy ra đời mời gọi chúng ta tu hành, khuyên tu hành hao sức tổn hơi, chẳng hề mở miệng ra than trách. Mà giờ này tôi và quý vị mà không tu rồi đó, thì chúng ta uổng phí cái công trình dạy đạo của Đức Thầy. Cho nên Đức Thầy mới dạy việc giả dối từ đây nên lánh, bổn đạo ôi hãy đáng sửa mình, cuộc dạy đời ta lắm công trình, làm chẳng trọn uổng thay một kiếp. Kính thưa đồng đạo thì nói không hết. Cho nên trở lại bốn câu giảng này, hồng lạc giống xưa rất tuyệt vời, sao mà dương thế mãn lo chơi, sớm chiều tự liệu rằng tâm trí đạo đức nhiệm sâu lão khuyến mời. Vậy thì nội hàm bốn câu giảng này, ý thứ nhất, Đức Thầy muốn dạy chúng ta trở lại với cội nguồn dân tộc, trở lại với giống dân hồng lạc, để chúng ta không còn có một cái sự phân biệt nhân với ngã. Mình phải xem mọi người trong đất nước Việt Nam, trong đồng bào chúng ta trở về với một, chúng ta phải có một tình thương, chẳng những thương mình mà chúng ta thương tất cả mọi người trong cái ơn đồng bào nhân loại. Bởi vốn dĩ tất cả chúng ta có một gốc sinh ra, tức là cũng gốc ngày Thượng Đế xuống trần. Cho nên Đức Thầy mới dạy rất rõ là gì, cũng đồng cốt nhục hoài thai. Cho nên Đức Thầy chúng ta ngày mới lập một cái chí nguyện, đó là đâu đâu bá tánh cũng con lành, Thầy dạy cho điều khắp chúng sanh. Vì vậy cho nên bài học đầu tiên học được bốn câu giảng này, là mỗi đồng đạo chúng ta kể từ giờ này mình phải bất phân nhân với ngã. Chúng ta không còn có phân biệt, bước ra đường gặp một người nào đó thì mình phải xem người đó là bà con ruột thịt của mình, anh em ruột thịt của mình. Từ đó đạo tâm chúng ta sẽ phát khởi, đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai nữa là Đức Thầy cảnh tỉnh, cái ngày giờ Đức Thầy trở về đã gần kề, thế mà tại sao giờ này chúng ta còn mãn lo chơi, chúng ta chạy theo cái nguyện dạ để rồi chúng ta phải đọa lạc trầm luân. Cho nên ngay giờ này mỗi đồng đạo chúng ta phải tự liệu, mình phải rời xa cái nguyện dạ. Tôi và quý vị chúng ta chơi, phải nói ham chơi lâu quá rồi, chúng ta ham chơi cả đời, chúng ta ham chơi mấy chục kiếp, mấy ngàn kiếp rồi, chúng ta chưa thỏa mãn hay sao? Trên giờ này mình phải cắt đứt, chúng ta đừng có ham chơi nữa, mà đồng đạo phải trở lại cúng lại sớm chiều, trở lại học hỏi lời Đức Thầy, để chúng ta vừa giữ gìn lấy giới luật, chúng ta vừa thực hiện bát chánh đạo, và đồng thời
tất cả chúng ta đồng chuyên tâm niệm Phật để tâm trí chúng ta được phát sáng. Khi tâm trí chúng ta được phát sáng do cái công phu hành đạo thì lúc bây giờ chúng ta mới thỏa dạ thầy nơi chốn mây trồng, lúc bây giờ mới không uổng cái công trình Đức Thầy ra đời mở đạo với một cái hạnh nguyện mà Đức Thầy cho biết rằng nếu thế gian còn chốn mê tân thì ta chẳng an vui cực lạc. Vì vậy cho nên đến cái ý sau cùng muốn nói ở đây là mỗi đồng đạo chúng ta giờ này mình không thương mình thì thôi, nhưng mà chúng ta cũng phải thương thầy. Phần sĩ tăng tay trống miệng kèn, giác thiện tính chấn hưng nền Phật giáo. Nếu chừng nào khai thông đại đạo, đuốc từ bi rọi khắp cả nhân gian, bể trầm luân khô cạn sáu đàn, tăng sĩ mới trở về nơi thanh tịnh. Ngày giờ này nếu như chúng ta còn ở đây thì Đức Thầy chúng ta vẫn ở đây với mình, vẫn tìm cách để độ mình, vẫn tìm cách để đưa chúng ta về cực lạc. Trừ khi tôi và quý vị hoàn toàn giải thoát hết, lúc bây giờ Đức Thầy mới an vui nơi miền cực lạc. Cho nên chúng ta phải cố gắng tu hành, cố gắng kiên trì giữ giới niệm Phật để làm sao xong cái kiếp giả tạm này thì đến giây phút sau cùng đó là mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Kính thưa đồng đạo, thì đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc. Thì cuối cùng chúng tôi cũng hết sức là kính cảm ơn ban tổ chức cũng đã có lời mời sắp xếp ngày hôm nay, cũng như cách đây 62 ngày trước thì chúng tôi đã trở về nơi đây để gặp gỡ quý vị. Và cuối cùng thì chúng tôi cũng xin cầu chúc cho tất cả đồng đạo nơi đây, quý vị nên cố gắng tu hành, tinh tấn thực hiện được lời dạy Đức Thầy. Tất cả đồng đạo chúng ta cố gắng thực hiện được câu giảng mà Đức Thầy đã dạy, đó là mỗi đồng đạo chúng ta phải cố gắng tu cho kẻ bạo khâm nhường, đẹp lòng cha mẹ cũ quyền chờ trong. Trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.